Tí music nào. Bật chưa? Bật rồi. Rồi hả? À, bắt đầu. Bọn nó cắm cả suốt ngày suốt đêm vậy ạ. Chào mọi người nha các chị ơi, ai đã vào rồi cho em xin một chấm đi nào các chị ơi. Các chị ơi, ai đã vào rồi cho em xin một chấm đi nào các chị ơi. Ai đã vào rồi cho em xin một chấm nha các chị nhá. Ai đã vào rồi ạ, cho em xin một chấm đi các chị nào. Các chị chấm chấm giúp em đi các chị ơi, chấm chấm nha. Em chào chị Thảo Thanh. Các chị ơi, ai đã vào rồi cho xin một chấm ném đi à? Các chị vẫn đang xem nào. Chấm 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 giúp em đi các chị nào. Chia sẻ mạnh lên các chị ơi, bọn em chơi mini game đây. Các chị ơi, chia sẻ cho em đi nào, chia sẻ cho em đi nào. Vào chấm giúp em đi nào các chị. Vào chấm nha. Các chị chia sẻ và kêu gọi bạn bè vào xem giúp em nhá. Chia sẻ và kêu gọi bạn bè vào xem cái livestream này của bên em nhá. Hôm nay bên em sẽ tri ân khách hàng. Hôm nay bên em sẽ tri ân khách hàng sẽ tặng quà nha chị nhá. Tri ân khách hàng sẽ tặng quà nha chị nhá. Các chị vào chia sẻ nhiệt tình giúp em. Các chị vào chia sẻ nhiệt tình giúp em nha các chị nhá. Like và chia sẻ cái livestream này của em để mình được mua hàng đồng giá. Vừa được mua hàng giá rẻ lại còn vừa được tặng quà nữa các chị ơi. Vừa được mua hàng giá rẻ vừa được tặng quà nữa. Nên các chị chia sẻ giúp em đi nào các chị ơi. Chia sẻ giúp em nào các chị ơi. Em chào chị Trúc Quỳnh nha. Các chị ơi, ai đã vào xem rồi thì chấm cho em biết nào. Ai đã vào xem rồi thì chấm cho em biết nào các chị ơi. Ai đã vào xem rồi thì chấm nhá các chị nhá. Chấm 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 giúp em nào. Hôm nay là chủ nhật. Hôm nay là chủ nhật thế nhưng các chị vẫn còn ngủ hay sao ấy. Hôm nay là chủ nhật nhưng các chị vẫn còn ngủ hay sao và ít người xem thế. Chào chị Rosa Thái nha, bữa nay có bán đồ gì vậy? Chị ơi, hôm nay em tặng quà thôi. Hôm nay vừa tặng quà vừa bán hàng. Hôm nay bán áo len nha, bán đủ các kiểu luôn nha. Chị thích bán cái gì em sẽ bán cái đấy cho các chị. Hôm nay các chị thích xem thích bên em like cái gì em sẽ like. Like cho các chị xem cái đấy nhá. Đầm đầm áo váy rất là nhiều. Rất nhiều vai sao? Mai chị cho em xem tiếp của con chưa? Mai chị cho em xem tiếp của con chưa? Các chị ơi, ai đã vào rồi cho em xin một chấm đi nào. Cho em xin một chấm đi nào. Ai đã vào rồi cho em xin một chấm nha các chị nhá. Chấm 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 đi nào các chị ơi. Chấm giúp em đi nào. 15 người đang xem, mỗi người cho em xin một chấm đi nào. Để cho em biết là các chị vẫn còn đang xem nhá. Giá bao nhiêu vậy? Chị Mây Vân ơi, những cái áo em đang treo đằng sau là chỉ để tặng thôi nhá. Áo khoác vest nha các chị nhá. Áo vest khoác ngoài chỉ để tặng thôi chứ không bán nha. À không, mà em sẽ bán với giá 10k. Em sẽ bán với giá 10k nha các chị nha. Áo của em đang treo đằng sau là áo vest, áo dạ này. Có cả áo dạ này nha. Có cả áo dạ này. Sản phẩm, những cái sản phẩm này em sẽ bán cho các chị với giá là 10k nha. Bán với giá 10k. Áp dụng cho những chị nào đã like và chia sẻ trên 10 lần nha. Áp dụng cho những chị nào đã like và chia sẻ một trên trang cá nhân ít nhất là 10 lần nha các chị nha. Hôm qua lướt một cái áo khoác đẹp quá trời.
Vâng chị ơi, Sao chị không lướt web của, lướt trên nhỉ? trang web của bên em mà chị. Sao nó không có tiếng nhỉ? Mọi hôm vẫn dùng được mà. Các chị ơi, càng lượt tương tác càng ngày càng thấp xuống này, lượt tương tác càng ngày càng thấp xuống. Các chị chia sẻ cho em đi nào, chia sẻ cho em đi nào các chị ơi. Chia sẻ để được mua hàng đồng giá nào và được tặng quà nha các chị nha. Em sẽ bán ra cái sản phẩm áo khoác của em hôm nay chỉ với giá là 10k thôi. 10k một sản phẩm thôi các chị nha. Chỉ với giá là 10k một sản phẩm thôi các chị nha, 10k một sản phẩm nào. Áo dạ này, áo dạ áo vest này, áo dạ áo vest áo khoác ngoài của bên em hôm nay em sẽ bán với giá 10k. 60 cân bằng đường cho chị Thảo Thanh ơi, chị Thảo Thanh ơi có 60 cân bằng đường nhá. Nhưng mà với điều kiện là các chị phải like và chia sẻ trên trang cá nhân ít nhất là 10 lần thì bên em mới bán với mới giá 10k cho các chị nha. Em chào chị Điệp Ngọc nha các chị nha. Em sẽ bán với giá 10k cho những cái sản phẩm em treo đằng sau đây ạ. Những cái sản phẩm áo dạ áo khoác đằng sau em sẽ bán với giá 10k nha các chị nha. 45 kg vận vừa chị ơi, chị Mai Thanh Cao ơi, em sẽ nhặt size cho chị nha. Các chị chỉ cần chia sẻ trên trang cá nhân ít nhất là 10 lần, ấn chế độ theo dõi trong trang web thời thượng của bên em thì bên em sẽ bán cho các chị 10k là 10k một sản phẩm, 10k một sản phẩm. Khi nào đạt mốc 50 người xem thì em sẽ bắt đầu chơi nha các chị nhá. Khi nào đạt mốc 50 người xem thì bên em sẽ bắt đầu chơi nha các chị nha. Nên các chị comment giúp em nào. Các chị chấm 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 giúp em đi nào các chị ơi. Chia sẻ để cho bạn bè mình vào cùng được dinh quà nào các chị ơi. Chia sẻ trên trang cá nhân ít nhất là 10 lần nha. Chia sẻ trên trang áo cá nhân ít nhất là 10 lần giúp em nào, em đang mặc bao nhiêu. Chị ơi 10k áo em đang mặc trên trên người là 10k nha. 10k một sản phẩm nha. Chỉ với giá là 10k một sản phẩm thôi, 10k một sản phẩm thôi nha. 10k một sản phẩm thôi. Áo em đang mặc ở trên người bán với giá 10k nhá. Áo em đang mặc trên người bán với giá 10k nào các chị ơi. 10k nhá các chị nha. Áo em đang mặc trên người chỉ có giá là 10k thôi. Chỉ 10k thôi, các chị chia sẻ đi nào, chia sẻ giúp em đi. Chia sẻ ít nhất 10 lần trên trang cá nhân. 15 lần, 20 lần càng tốt chị Mây Vân ơi. Chia sẻ trên trang cá nhân để chế độ công khai ít nhất là 10 lần trên trang cá nhân nha. 10k đúng rồi, chỉ 10k cái sản phẩm áo em đang mặc thôi. Áo khoác dạ đằng sau em cũng bán với giá là 10k nha. Em chào chị Trương Thị Dương. Các chị chia sẻ để cho các bạn bè của các chị vào được dinh quà là chỉ 10k cái áo em đang mặc này, 10k cái chiếc áo dạ đằng sau em đang treo nhá. 10k thôi, chỉ 10k thôi các chị ơi. Với giá 10k thì các chị gồm chỉ không có chỉ 10.000 chỉ mua được một cái bánh mì thôi. Chỉ mua được một ổ bánh mì thôi. Cho nên là các chị được một cái áo dạ chỉ với giá tương đương với cả một cái ổ bánh mì thôi. Các chị có thích không? Comment cho em xin mà một chấm đi nào. Các chị nào đã chia sẻ trên trang cá nhân 10 lần thì vào comment chia sẻ cho em đi nào. Các chị ơi vào chia sẻ đi, chia sẻ để cho bạn bè mình vào cùng xem nha các chị nha. Bạn bè mình vào cùng xem nào. Bạn bè mình vào cùng được dinh quà, được cùng được dinh quà nhá. Đều những đồ đẹp mà chỉ bán với giá 10k thôi nào. 10k các chị nhá. Áo em đang mặc ở trên người có giá là 10k. Khi nào cán mốc được 50 người xem em sẽ bắt đầu chơi nhá. Em sẽ bắt đầu chơi. Em sẽ đọc một câu áo phao lông vũ ạ. Áo phao lông vũ có số lượng ít thôi chị ơi, chị Nguyễn Hằng ơi, áo phao lông vũ có số lượng ít lắm nha. Các chị ơi chia sẻ đi nào, chia sẻ trên trang cá nhân giúp em nào, không chia sẻ không được mua nha chị Trúc Quỳnh nha. Không chia sẻ em sẽ không bán hàng nha. Không chia sẻ em sẽ không bán hàng đâu nha chị Trúc Quỳnh nha. Chị nào like và chia sẻ thì sẽ được mua hàng với giá là 10k ít nhất 10 lần trên trang cá nhân và like và chia sẻ cái trang page này của bên em. Còn đâu chị nào không like không chia sẻ em sẽ không bán hàng nhá. Không like không chia sẻ sẽ không bán hàng. Bên em sẽ có nhân viên kiểm tra cái trang cá nhân của các chị. Nếu các chị không chia sẻ, kể cả các chị có chia sẻ nhưng mà không để chế độ công khai thì bên em sẽ cũng sẽ không tặng quà nha các chị nhá. Bán với giá là 10k quá là rẻ rồi, 10k quá là rẻ rồi, cho nên là các chị chia sẻ giúp em đi nào. Chia sẻ giúp em đi các chị ơi.
Chia sẻ giúp em đi. Những cái áo khoác rất là đẹp như thế này chỉ với giá là 10k thôi. 10k một sản phẩm nha, 10k một sản phẩm nha. À, chia sẻ mỗi cả tay không biết được gì không? Chị Dương thì Dương ơi, chỉ cần mình chia sẻ sau đó mình nhanh tay một xíu là sẽ được quà thôi. Hôm nay em sẽ tặng rất là nhiều, tặng rất là nhiều nên là chị yên tâm, kiểu gì mình cũng sẽ được quà nha. Kiểu gì các chị cũng được quà, nhưng mà các chị chia sẻ làm sao mà lượng tương tác càng ngày càng thấp xuống. Em có báo là với các chị là 50 người xem sẽ bắt đầu, 50 người xem em sẽ bắt đầu chia là em sẽ bắt đầu chơi trò chơi nha các chị nha. Chơi nha. Sao gì vẫn qua vẫn bình thường mà. Mặc áo của ai? Mặc áo của shop. Mặc áo của shop chứ áo của ai? Chia sẻ. Các chị ơi chia sẻ cho em đi nào, chia sẻ đi nào. Cán mốc 50 người xem em sẽ bắt đầu, bên em sẽ bắt đầu tặng quà nha. Bên em sẽ bắt đầu tặng quà là 10k một sản phẩm. Áo em đang mặc 10k nha, áo dạ treo đằng sau cũng 10k. Lên các chị chia sẻ cho em đi nào. Chia sẻ nhiệt tình cho em đi, em sẽ bắt đầu chơi nha. Bắt đầu chơi nha. Càng ngày lượng tương tác càng ngày càng thấp xuống như thế kia thì làm sao mà em chơi được các chị ơi? Có mười mấy người xem, có mười mấy người xem thì làm sao mà chơi được ở các chị? Chia sẻ và kêu gọi bạn bè vào giúp em đi nào. Chia sẻ và kêu gọi bạn bè vào giúp em đi để được chợ, để được mua quà nào. Hôm nay ngày đẹp không có người đâu mà chia sẻ em. Người ta đi đám cưới hết rồi, chị hôm nay ngày đẹp thế cơ à? Hôm nay chắc các chị đi đám cưới hết rồi hay là chủ nhật nghỉ để các chị cứ ở nhà ngủ hết rồi. Chẳng thấy có chị nào lên xem cả. Có mười mấy người xem thế này thì làm sao mà em chơi được à các chị? Like đồ đi. Cao 1m66 vừa chị ơi, cao 1m66 vừa nhá. Ai, buồn quá. Sao vậy? Chị bật loa ở dưới chưa? Loa dưới này đây á. Đây này. To đấy. To rồi. Vâng, áo em đang mặc rất là đẹp này các chị này, thôi bán hàng đi. Thôi kiểu này chắc là không chơi được nữa rồi. Là em bán đã gì? Trời ơi, bây giờ tặng quà mà các chị cũng chẳng thích hay sao ấy. Tặng quà mà các chị cũng chẳng thích hay sao ấy, chẳng thể chia sẻ cho em gì cả. Nếu như mà chia sẻ thì chắc chắn lượng tương tác nó phải lên rồi. Bây giờ em bán hàng nhá, bán hàng nhá, không chơi nữa nhá. Bán hàng nhá, không chơi nữa nhá. Trời ơi, chỉ có hai mươi mấy người xem thế này thì làm thế nào? Hai mươi mấy người xem thì làm thế nào các chị ơi? Trời ơi, em thấy mọi mọi hôm mà nhiều người xem lắm cơ mà, đều 60-70 người xem, mà hôm nay tại sao chẳng thấy có ai vào xem gì cả. Làm em cứ ngồi chờ thế này thôi, cứ ngồi chờ thôi. Đã bảo là 50 người, trời ơi 50 người thôi, chỉ có 50 người thôi. Em gửi cho đi, chị chia sẻ nhiều lắm đấy. Ai, chán quá các chị ạ. Chia sẻ giúp em đi, chia sẻ giúp em đi nào. Chỉ có 50 người thôi, các chị không biết là thì like. Like cái gì mà like? Trời ơi, hôm nay bán gì em? Hôm nay bán lung tung luôn, cái gì em cũng bán luôn. Hôm nay người ta đi chơi đàn cỗ mà. Ấy kìa các chị ơi, trên 30 người rồi. Chia sẻ đi thêm cũng mười mấy người nữa thôi. Thế là em bắt đầu tặng quà là 10k thôi. Hôm nay sếp em bảo là thích tặng cái gì thì tặng, em sẽ tặng hết luôn. Hương nghỉ rồi chị ơi, Hương nghỉ rồi. Hương đang ngồi xem với cả chị đấy, chị Nguyễn Hằng ạ. 30 người rồi kìa các chị ơi, thêm 20 người nữa thôi. Chỉ 20 người thôi là được tặng quà rồi, có 10 có 10 có 10k thôi. Bán gì 10k này? Em bán cái áo của em đang mặc ở trên người nè. Em bán cái áo em đang mặc trên người có 10k này các chị ơi. Đấy, không biết hôm nay ngày gì không biết mà chẳng có người xem, xong rồi em bật nhạc cũng chẳng thấy có nhạc nhẽo gì cả. Em cảm ơn chị Hoa Lan Anh nhá. Chia sẻ trên 10 lần tặng áo cho chị nào.
Áo vàng em đang mặc có bán chị ơi, 10k. Áo em đang mặc có bán nhé, 10k nha, chia sẻ các nhóm các kiểu rồi. Em cảm ơn Hương Mon đã chia sẻ trên 10 lần để tặng áo nào, tặng áo 10k nào. Đã bảo ngày đẹp này thì ngày đẹp kiểu gì mà bây giờ không có người xem sao rồi nhạc bật thì còn không lên đây này các chị này. Ngày đẹp kiểu gì mà xui thế không biết nữa. Để chị cái áo vàng em đang mặc nha, đang mặc nhé. Chị Lê Kim Thủy ơi, áo em đang mặc chỉ tặng thôi chứ không bán đâu. 10k bán cho chị đi. Thế nhưng mà chị phải chia sẻ trên trang cá nhân 10 lần, ít nhất là 10 lần. Sau đó em đọc chị em đọc câu một em đọc một cái câu ấy thì chị phải ấy cơ. Thì mới được cơ. Thôi bán đi. Thôi được rồi bán nhá, bán hàng nhá, bán hàng nhá. Thôi được rồi bán hàng, bán hàng. Sếp em vẫn ở bên cạnh như này, sếp em vẫn là đang ngồi bên cạnh và bảo các chị phải chia bảo các chị chia sẻ giúp em đi, mua chia sẻ đi để được tặng quà thôi, chỉ có chia sẻ thôi và được tặng quà là rất là ấy rồi đấy. Cảm ơn chị Chiêu, cảm ơn chị Nguyễn Hằng cho em vào gần 10 nhóm rồi. 44 cân thì mặc cái size em đang mặc nha chị Trương Thùy Dương nha. 44 cân mặc cái size em đang mặc nha. Sao? Sếp đâu? Sếp đây, sếp ngồi bên cạnh đây này. Sếp đây. Ơi mệt quá đi. Các chị ơi chia sẻ giúp em đi nào, chia sẻ giúp em đi. Bây giờ sếp em không cho bán hàng thì làm thế nào các chị? Khổ em quá, thật là tủi thân quá. Chia sẻ giúp em đi nào, chia sẻ giúp em đi nào. Múa thưa hỏi không trả lời. Múa thưa là còn đang bận buồn đây. Lấy áo vàng đi. Chia sẻ giúp em đi các chị ơi. Chia sẻ nào, chia sẻ đi để tặng quà. Chỉ việc chia sẻ thôi sẽ tặng quà, chỉ việc chia sẻ thôi sẽ tặng quà. Ấy, sếp của em đã xuất hiện. Thì họp luôn đi chị. Ôi giời ơi, thế thì họp luôn đây này. Chia sẻ 10 lần rồi. Vâng, cảm ơn chị Trang, Mày Hoàng, nói chuyện Khang. cho nghe đi. Mày Làm sao đấy? Mày làm sao? Chị lại tắt tắt nguồn đi, lại bật lại xem vào nó có bị làm sao không nào. Chơi từ nãy đến giờ nói liên thiên. Hôm mon ơi, lên đây đi, lên đây like đi, like một hôm để cho các chị đỡ buồn nào. Chia sẻ các kiểu rồi, trời ơi các chị ơi chia sẻ các kiểu mà mãi chẳng thấy có ai vào xem gì cả. Để em một toàn cứ lên ngồi nói chuyện toàn một mình thôi, toàn thấy nói chuyện một mình thôi. Bán không bán em áo này em chỉ tặng thôi. Xa xôi cái gì, xa xôi thì mà phi xe về. Chia sẻ hơn 20 lần rồi đấy. Ai, các chị ơi chia sẻ hơn 20 lần mà em vẫn tra thấy chẳng thấy ai vào xem gì cả. Mỗi một mình em cứ lễ nói chuyện một mình. Hình như hôm nay các chị đi ăn cỗ hết rồi sao ấy. Đi ăn cỗ hết rồi. Nói là Hương rồi hôm nay. Cô khoác di lê không em? Khoác di lê có chị ơi, áo khoác di lê thì có, em đi xa quá. Vâng, Chị em đâu cảm ơn chị rồi? Kỳ Duyên, cảm ơn chị Kỳ Duyên. Trời ơi, ngày đẹp, ngày đẹp. Em không hiểu sao mà những cái ngày chủ nhật em like là chẳng có người xem gì cả. Ơ kìa các chị ơi 35 rồi, nhanh lên còn 15 người nữa thôi, 15 người nữa thôi, các chị gọi bạn bè vào đi nào. Điện thoại ngay cho các bạn bè vào đây để xem đi, để em tặng luôn nào. Yêu cầu ngay bà Hoa và bà Hương đi ngủ ngay lập tức. Bà Hoa và bà Hương đi ngủ ngay.
Ơ kìa, 35 người rồi. Các chị ơi nhanh lên. Còn có 15 ngày người nữa thôi. Tặng luôn là tặng 10k, 10k. Áo em đang mặc 10k. Cố lên nào, chia sẻ nhanh lên. 37 người kìa, 39 rồi kìa. Còn ba còn 10 người nữa thôi, 10 người nữa thôi nào. 10 người nữa thôi. Quần giả váy có chị ơi, quần giả váy. Quần giả váy nhưng mà chỉ có quần tất giả váy thôi, quần tất giả váy thôi chứ không có ấy đâu chị ơi. Chứ không có quần đùi, không có quần sóc nha. Chỉ có quần tất thôi. Tặng áo khác đi, bán áo vàng đi. Lại tù rồi. Mà chán vậy. Nào tặng 10k, áo này 10k thôi. 10k nào các chị ơi. Chị ơi di lê dài thì không có chị ơi, di lê dài thì không có. Tặng áo 10k nào. Cố lên, cố lên nào, chia sẻ cá nhân, chia sẻ trên trang nhóm, chia sẻ các kiểu giúp em nào. Chị các chị ra ngoài gọi điện ngay cho các bạn chị bảo lên xem giúp em đi. Nhanh lên, chỉ còn mười mấy người nữa thôi mà, cố lên nào. Bảo các bạn chị vào xem luôn giúp em đi nào, tặng quà là trời ơi, chỉ có tặng quà thôi mà cũng mỗi tặng quà thôi mà cũng chẳng tặng được đây này. Ngày nào cũng muốn tặng quà cho các chị mà lượt xem có được lên đâu. Chỉ muốn tặng quà thôi mà cũng tặng không được nhé. Tặng thôi mà cũng không ai nhận cơ. Có tặng thôi mà cũng chẳng ai nhận gì cả, lượt xem chẳng thấy tăng lên. Hôm nào cũng chỉ có bao có mấy người xem thế này thì chết. Úi nhà chị còn nên tôi hết chẳng có ai đâu. Cho chị mời cái bơm. Ôi, cảm ơn chị Quái Liễu nha, chia sẻ trên trang cá nhân 10 lần giúp em đi nào. Hôm nay chủ nhật ngày đẹp người ta đi ăn cỗ hết rồi. Không mua mà vẫn hóng like. À vâng chị Quái Liêu ơi, không mua nhưng mà vào em tặng quà chị nào. Chị không mua nhưng mà em vào chị vào đây em tặng quà chị. Áo này 10k này, em bán chị áo này 10k nào. 10k nha. Chào chị Kiệt Oanh nha. Bao nhiêu người xem chị? Em có thông báo với các chị là 50 người xem em bắt đầu tặng quà. 50 người xem em sẽ bắt đầu tặng quà nha. 50 người xem sẽ bắt đầu tặng quà này. Tặng cái áo ở trên người em đang mặc đây. Tặng cái áo em đang trên người em đang mặc. Chỉ với giá 10k thôi. 10k cái sản phẩm áo này thôi các chị này. Rất là đẹp này các chị này, mặc rất là điệu nha, mặc được hai kiểu. Cái này mặc được hai kiểu nhá. Mặc được hai kiểu rất là điệu và đẹp luôn. Cái nào mình đi đường nhá, cái này các chị mình đi đường này các chị co lên. Cái nào mà mình không đi đường mình có thể lúc nào mình không đi đường mình ngồi ở nhà mình có thể bỏ ra này, rất là đẹp. Cổ hai mặc được hai kiểu cổ, cổ tròn và cổ bẻ nhá. Cái này rất là đẹp luôn. À, chị Chu Quỳnh ơi bán nhưng mà 37 rồi kìa các chị ơi, 37 đi. Vào săn quà 10k, đúng rồi, vào săn quà 10k nào, 10k thôi, có 10k này các chị này. Có bằng một ổ bánh mì thôi. Không quá. Đúng rồi, bà con cô bác ở đâu rồi? Tóc vào đây nhanh lên. Tóc hết vào đây. Trời ơi, các chị ơi. Trời ơi, còn 10 người nữa rồi, cô lên. Vâng, còn 10, ừ, lại 38 người kìa thần linh ơi. Chị May Vân, trời ơi. Áo em đang mặc ở trên người bán giá 10k. Vâng, em cứ vừa bán vừa tặng cũng được vậy nhá. Khi nào mà lên 50 người thì em sẽ tặng vậy. Thôi vừa bán vừa tặng nhá, bởi vì em chờ từ bây giờ em cũng suốt hết cả giờ rồi. Rồi ok chị nhá. Em sẽ bán, xong rồi khi nào lên 50 người thì em vẫn tặng và vẫn bán hàng 10k nhá. Từ sáng đến giờ em mới ăn được một cái bánh thôi mà bây giờ teo hết rồi. Bắt đầu thấy đói rồi đấy các chị ạ. Đói từ nãy đến giờ mà không ai thấy, không thấy ai nói gì với em cả. Không thấy ai đang mặc báo áo đang mặc áo ban mặc để tí nữa bán 10k chị ạ. Áo em đang mặc bán 10k thôi. Trời ơi, áo em đang mặc chỉ bán có 10k thôi các chị ạ. Đấy. Đẹp như thế này mà cũng mới có 10k. Chất của nó là dạ nhá. Chất liệu của nó là dạ đấy, dạ mỏng. Em có rất nhiều bộ sản phẩm bán 10k cho các chị. Nhưng mà các chị không chia sẻ đủ người thì em sẽ không bán đâu. Ôi trời ơi, 39 rồi, trời ơi, có 10 người nữa thôi. Có 10 người nữa thôi mà các bác, các cô ở đâu vào tấp vào đây nào. Em có nhiều lắm các chị ạ. Chị chia sẻ nhanh lên, em có. Má ơi, 40 rồi. Chị Mai Vân ơi, lại tù rồi. Lại tù rồi, trời ơi, buồn quá.
cái gì mà tụt hết tụt luôn, tụt gì mà tụt đấy, tụt cả quần trước kia trời ơi. Tụt nào, để em mặc áo phao cho các chị xem, cái này đẹp cực kìa, cái này đẹp cực luôn. Đây, chị đuổi rồi em ơi, trời ơi sao chị lại đuổi của em? Chị lại đuổi thế? Chị có thấy cái áo phao lông vũ đây không? Trời ơi mà nó chỉ có 10k thôi mà các chị không nhanh tay mà chia sẻ cho em nhanh lên để mà săn hàng 10k thì hơi phí đấy các chị ạ. À. Trời đây. Ơi cái áo phao lông vũ này mà 10k các chị có tin được không? Các chị có thể tin nổi được không? Em thì em đang không thể tin nổi đây. 10k nào, 10k. Đấy là chính tay em còn cầm chứ mà em mà không được, em chỉ nhìn bên ngoài chứ em không tin nổi. Trời ơi, đẹp chưa? Đẹp dữ dội chưa? Em muốn tận cho chú chú, hai người thì có thể rồi, rồi thì bắt đầu bán hàng, được không? Chú chú một cái hai người. Đấy, các chị nhìn xem. Đẹp không? Trời ơi, 40 giờ kìa, 42 giờ kìa, nhanh lên. Trời ơi, cố lên. Trời ơi, 42 giờ rồi. Trời ơi, 50k. À có nhầm, 50 người xem thôi, bán cái này chỉ 10k nào, 10k. Nhanh lên. Cái phao lông vũ, các chị thấy cái phao lông vũ là 10.000 chưa? Chia sẻ rồi, ok chị Hoàng Thu Hằng. 10k nào, 10k nào, đúng rồi, sống rồi, sống rồi. 10k nào. Mai Vân rất buồn cười nhé. Không có chị Mai Vân chắc hôm nay em buồn chết mất. 10k các chị ơi, 10k, 10k, cố lên. Trời ơi, 4 mấy giờ kìa, sao lại xuống 40 rồi. Cố lên, cố lên. 10k thôi, nhanh lên săn hàng 10k là các chị gái ơi. Chẳng có cái gì là dễ dàng bằng chỉ cần ấn một cái nút chia sẻ mà đã được mua cái áo khoác với giá 10k. Cố lên, trời ơi, chỉ cần mỗi một nút chia sẻ 10K, thôi. 10k, 10k nào các chị ơi, 10k thôi. Trời ơi, em thề với các chị mà cái này mà sếp em không chỉ định bán là có khi em hốt về em mặc luôn này này. Đẹp dã man luôn này. Đẹp dã man này các chị này. Tụt máu nữa rồi. Vâng, cảm ơn chị Nhân Minh, cảm đấy, ơn chị Lan Ngọc. Em đã bảo là 10k thôi, 10k mà được đẹp như thế này thì các chị tặng mình cái đấy đi. Thế nào nhỉ, chơi kiểu gì nhỉ? Thế này nhá, em sẽ... Có một số điện thoại giống không? Chừng mà. Không. Thế này nhá. Bây giờ em sẽ đọc à, em sẽ đọc một câu. Em sẽ đọc một câu nhá. Ý bạn thôi chỉ gì vậy ạ? Hò, sư sứ là ý sứ. Ok, sư sứ là... Sư sứ là tao là... Ok, nếu điện thoại khách sử, mình thôi chỉ vậy ạ. Em bây giờ em sẽ không tặng, em sẽ không tặng cái này đâu. Cái này phải cán mốc 60 người xem em mới tặng cái này. Còn bây giờ em sẽ tặng cái khác. Bây giờ 40 người thì em sẽ tặng một cái khác. Khi nào 50 người em lại tặng cái khác và 60 người em tặng cái pha lông vũ này. Rồi, bây giờ 44 người rồi thì em tặng một cái nha. Em tặng cái đầu tiên, em tặng cái đầu tiên. Bây giờ em sẽ đọc một câu nha. Các chị bây giờ comment một số điện thoại nha. Comment số điện thoại của chị và một câu của em đang em sẽ đọc nha. Bây giờ các chị chuẩn bị chưa? Các chị chuẩn bị chưa nhỉ? Comment của số điện thoại của các chị vào cái comment trước đi. Sau đó em sẽ đọc một câu thì các chị nào. Các chị phải viết đúng chính tả. Viết đúng chính tả nha. Đúng chính tả. Comment kèm số điện thoại của các chị. Các chị hãy comment số điện thoại trước đi. Đọc số điện thoại trước và bàn phím đi. Comment số điện thoại trước em sẽ tặng. Đúng rồi, xong rồi bạn ấy đọc cái số bạn ấy đọc cái câu ví dụ câu thành ngữ câu gì đấy thì các chị phải viết đúng chính tả và comment đầu tiên thì chị đấy sẽ thắng nhá. Nào, các chị có nhớ không nhỉ? Nào, cố lên. Đúng chính tả nha, comment đúng chính tả thì mới được nha. Viết. Nhưng mà bên em sẽ có nhân viên kiểm tra đấy nha. Các chị không chia sẻ em sẽ không tặng đâu. Không chia sẻ sẽ không tặng đâu. Viết sẵn số điện thoại đi nào. Viết sẵn số điện thoại đi. Em sẽ đọc một câu. Đọc một câu chị nào comment nhanh nhất và đúng chính tả nhất thì em sẽ tặng cái áo này với giá 10k cho các chị. Sẽ bán với giá là 10k. Không có đâu à, mây không có đâu hay là may không có đâu. Đọc đi nha. Bây giờ sẽ bắt đầu đọc nha. Rồi ok nào. 50 người rồi. Nào ok nào. Bây giờ em sẽ đọc nha. Làm gì biết được. Chị Khánh Ngân ơi. Cố lên chị. Viết có dấu giúp em đi. Viết có dấu giúp em đi. Cố lên chị, phải cố chứ. Số điện thoại cộng cái câu mà em đọc nha. Em sẽ tặng luôn cái áo này với giá 10k. Áo hồng này với giá 10k là sẵn đi, viết sẵn số điện thoại nào. Các chị viết sẵn số điện thoại nào. Ôi 60 người em sẽ tặng cái áo lông vũ nhanh lên nào. Nhanh lên, 60 người em sẽ tặng cái áo lông vũ em đang mặc trên người. Nào nhanh, nào. 1, 2, 3 đọc. Chủ nhật vui vẻ cộng số điện thoại giúp em. Chủ nhật vui vẻ cộng số điện thoại giúp em nào. Quá đơn giản. Chủ nhật vui vẻ cộng số điện thoại giúp em nào. Chủ nhật vui vẻ cộng số điện thoại. Chủ nhật vui vẻ cộng số điện thoại giúp em nào.
Chủ nhật vui vẻ, ok. Chủ nhật vui vẻ rồi em nào. Chủ nhật vui vẻ nào. Chị Ngọc Ánh là người, chị Ngọc Ánh là người mua cái áo này 10k nha. Chị Ngọc Ánh Nguyễn là người mua cái áo này 10k nha. Ngọc chúc mừng chị Ngọc Ánh nhá. Chúc mừng chị Ngọc Ánh đã là người dinh món quà đầu tiên. Chúc mừng chị Ngọc Ánh Nguyễn nhé. Chúc mừng chị Ngọc Ánh Nguyễn. Em đã ghim chị Ngọc Ánh Nguyễn rồi. Em đã ghim chị Ngọc Ánh Nguyễn rồi. Em ghim chị Ngọc Ánh Nguyễn rồi. Em sẽ bán cái này 10k cho chị Ngọc Ánh Nguyễn nha. Rồi. Chủ nhật vui vẻ, cộng số điện thoại chị Ngọc Ánh Nguyễn là người comment đầu tiên. Kiểm tra giúp em cho chị Ngọc Ánh Nguyễn. Ok, chị kiểm em sẽ kiểm tra trên trang cá nhân của chị Ngọc Ánh Nguyễn xem là đã comment đủ chưa, xem là đã chia sẻ đủ chưa nha. Chia sẻ đủ em sẽ bán với giá 10k cái chiếc áo này cho chị cả cho chị Ngọc Ánh Nguyễn nha. 0288 ok rồi, ok chị Ngọc Anh đã chia sẻ rồi, ok 60 người rồi, em tặng áo phao Long Vũ đây nào. 60 người rồi, tặng phao Long Vũ. Phao Long Vũ câu em này phải trên người phải nào? Đặt khó một tí cái này em xem bây giờ áo phao Long Vũ em sẽ tặng luôn nào. Đã có 60 người xem, 60 người xem em sẽ tặng áo phao Long Vũ em nằm mặc ở trên người nha. Em sẽ tặng này, sản phẩm này, sản phẩm này em sẽ tặng cho chị nào nào. Tặng tiếp nha, tặng tiếp nha. Tặng tiếp nào, áo phao Long Vũ đây rất là đẹp này. Sản phẩm này các chị chia sẻ cho em đi. Các chị ơi tụt rồi. Thôi xuống 54 rồi, rồi. Kia. Cao huyết áp. Trời ơi, đang bảo tặng cái áo phao Long Vũ mà lại xuống 50 người mất rồi. Là tặng áo phao Long Vũ là chia sẻ trên 60 người em sẽ bắt đầu tặng áo phao. Các chị ơi mạng bị lag rồi à? Thế 50 người thì lại tặng cái khác nhá. 60 người em sẽ tặng áo phao Long Vũ này, trên 60 người xem sẽ tặng cái áo phao Long Vũ em nằm mặc ở trên người nha. Chỉ cần comment số điện thoại và một cái câu của em đang đọc, một cái câu em đang đọc là sẽ được tặng quà thôi. Chỉ 10k một cái áo phao Long Vũ rất là đẹp này các chị này. Rất là đẹp thôi, rất là đẹp luôn các chị ơi. Chia sẻ trên trang cá nhân giúp em đi nào. Chia sẻ trên trang cá nhân em có thấy chị con lợn nha. Con lợn em có thấy nha. Tặng cái vàng lúc đầu ý. Rồi nhưng mà các chị ơi phải chia sẻ trên trang cá nhân giúp em đi. Sao lại tụt người xuống xem rồi, tặng tụt rồi. 50 trời ơi. Tụt rồi trời ơi các chị ơi tụt rồi. Áo này size M chị ơi. Áo này size M 55 cân đổ lại. 55kg đổ lại mặc vừa chị ơi. Size M, size trung rồi đấy ạ. Em có thấy chị bác sĩ chỉ chụp trời ơi càng ngày càng tụt nè. Trời ơi cái này thì còn chơi thế nào được nữa. Đang cơ bảo thấy 60 người. Chia sẻ mấy lần, chia sẻ trên trang cá nhân 10 lần. Chào chia chị Viên Hà. Công khai nha. Chia sẻ đang bảo tặng cái áo phao. Mười ca cái áo em đang mặc nào, 10k nha. Cách chơi đơn giản lắm chị con ơi. Chỉ cần chị chia sẻ cho em lên trang công khai, lên trang cá nhân của chị 10 lần chia sẻ lên hội nhóm càng tốt. Sau đó chị khi nào mà đạt mốc người xem em sẽ đọc một câu thành ngữ, các chị comment đúng cũng đúng chính tả và kèm số điện thoại, chị nào comment đầu tiên thì thắng thế thôi. Chị Ngọc Ánh Nguyễn ơi, cái áo em vừa tặng cho chị là size L luôn rồi đấy chị Ngọc Ánh Nguyễn nha. Em vừa tặng cho chị cái áo là size L rồi. Nào các chị ơi, chia sẻ trên trang cá nhân 10 lần nào, chia sẻ trên trang cá nhân 10 lần nào. Tụt người xem rồi, tụt người xem rồi. Tụt người xem rồi các chị ơi, chia sẻ cho em đi nào, chia sẻ trên trang cá nhân cho em đi. Nhanh nhanh còn bán hàng nào. Nhanh nhanh còn làm bán hàng. Bán luôn nào. À? Em tặng thôi, chơi mini game cho sung thôi, khỏi bán luôn. Chơi mini game thôi chị gái ạ. À. Em có nhiều áo khoác lắm. Các chị muốn bán thì em sẽ bán sau, còn bây giờ em sẽ chơi mini game nha. Em có rất nhiều áo khoác các chị yên tâm. Các chị muốn mua thì chia em sẻ sẽ bán. Chia sẻ nhóm được chị ơi, nhưng mà trên trang cá nhân cũng phải chia sẻ nha. Trên trang cá nhân có nghĩa là trên trang cá nhân chị phải chia sẻ đến lúc em kiểm tra ấy. Em thấy chị chia sẻ thì em mới tặng quà cho chị được. Chị hiểu không ạ? Chia sẻ nhiều lắm rồi. Vâng, cảm ơn chị Bùi Linh. Trời ơi, vừa lấy lên 6 mấy rồi, gần 70 rồi mà. Sao tự dưng lại tụt lụt xuống thế nhỉ? Mà thế nào? Chị chia sẻ rồi nhé. Dạ vâng, chị Lan Đỗ. Bọn em có kiểm tra lên, các chị cứ yên tâm. Đi ở đâu hết rồi? Bà còn để chơi. Nào, trời ơi, đi đâu hết rồi? Các chị chia sẻ cho em đi, em tặng cái này nào. Tặng cái này với giá 10k nào. Tặng cái này với giá 10k nào. Trên 50, 60 người, 60 người xem em tặng áo phao Long Vũ nha. Cái này là size S nha các chị gái nha. Size S nha, chị nào mặc được thì phải bon chen vào nha. Size S, size S. Size S thôi, em chỉ có một cái là size S thôi. Hình như là cứ phải bán thì mới đông hay sao ý. Cứ phải bán à. 50 người rồi, được rồi, 50 người em sẽ tặng cái áo này. Nào đọc đi em. Tặng cái này nha, tặng cái này nha. Ai
sản phẩm này. Em tặng sản phẩm này. Đạt hơn 50 người rồi em. Nào, tôi ok các chị ơi, là nào. Bây giờ các chị bấm số điện thoại đi, bấm số điện thoại giúp em, em sẽ đọc một câu nào. Chia sẻ nào, chia sẻ nào. Chia sẻ đi, xong rồi bắt đầu. Xin nào các chị ơi, chia sẻ đi rồi để bắt đầu em sẽ bắt đọc một câu nha, em sẽ đọc nha. Các chị nào, em sẽ đọc nha. Comment số điện thoại sẵn em tặng luôn. Áo này 10k nha các chị nha, 10k thôi. Chia sẻ vẫn em sẽ đọc một câu nào. Chuẩn bị rồi. Sản phẩm này. Size S nha các chị nha. Các chị nhớ phải comment số điện thoại trước. Em đọc theo thành ngữ tiếp thực hành ngữ thì chị phải comment sau cái số điện thoại của chị. Không có số điện thoại không tính nha, không có số điện thoại không tính nha. Nào, nhớ là phải đúng chính tả. Nào, chuẩn bị nào. Comment đúng chính tả giúp em nào. Nghe rõ vào. Nào, các chị ơi comment nào. Shop thời thượng cộng số điện thoại nào. Shop thời thượng cộng số điện thoại giúp em nào. 10k nha, 10k sản phẩm này nào. Comment shop thời thượng cộng số điện thoại nào. Comment số điện thoại kèm số điện thoại giúp em nào. Comment shop thời thượng. Shop thời thượng chị còi liễu. Rồi, xong. Ok, nó của chị. Về chị còi liễu rồi. Chúc mừng chị còi liễu rồi nha. Shop thời thượng cộng số điện thoại, ok. Nào, kiểm tra chị còi liễu cho em nào. Em sẽ kiểm tra chị còi liễu nha. Kiểm tra chị còi liễu nào. Shop thời thượng. Ok, của chị còi liễu rồi nha. Của chị còi liễu rồi nha. Các chị ơi, nếu như cái độ tương tác của mình không tốt thì mình sẽ không thực hiện comment đâu. Shop thời thượng. Ok, chị còi liễu đã chia sẻ rồi. Ok, chị còi liễu. Ok, chị còi liễu đã chia sẻ rồi. Em sẽ tặng cái áo đấy với chị cho chị còi liễu với giá 10k nha. Em đã tặng cho hai chị rồi. Bây giờ em bán hàng đi nào. Em tặng cho hai chị rồi. Khi nào đạt mức 100 người em sẽ tặng tiếp. Còi liễu 01683. Chị còi liễu có vui không ạ? À? Từ đấy em đã bảo chị rồi. Chị không mua hàng nhưng vào em sẽ tặng quà cho chị. Chị còi liễu có thấy vui không? Đấy nha, em bảo các chị rồi. Bây giờ các chị ơi bây giờ nha. Cảm ơn sớm nha. Vâng. Vâng, cảm ơn chị. Chị cứ ủng hộ sớm cảm ơn chị nhiều nha. Các chị ơi, các chị em sẽ sao? em sẽ theo cái máy chủ bên em các chị nhá, nên là các chị đừng bảo ai là comment trước ai comment sau, bởi vì máy chủ bên em là công bằng nhất, ai hiện lên đầu tiên em sẽ cho chị ấy. Các chị có cần thì em sẽ chụp lại màn hình và gửi lên trang cho các chị nha. Chị coi liễu rồi đến chị Thiên Bình này, Thiên Bình sau đó đến chị Lạnh Lẽo, sau mới đến cơ chị con lợn nha, chị con lợn ơi, sau đó đến chị Ngọc Ánh Nguyễn này, rồi đến chị Mây Vân này. Đấy, em đã đọc thứ tự rồi nhá. Chả khi nào được. Chậm tay rồi chị gái ơi. Rồi bây giờ em sẽ bán hàng len 39k. Khi nào đặt mẫu 100 người em sẽ tặng cái áo phao lông vũ này nhá. Các chị ơi, các chị biết tại sao mà mình comment lên mà mình comment lên mà bên em không nhìn thấy không? Bởi vì cái độ tương tác của mình không tốt nhá. Các chị chia like và chia sẻ cái fanpage này của bên em, sau đó là mình chia sẻ, các chị chia sẻ giúp em trên trang cá nhân thì cái độ tương tác của mình rất là tốt, thì là bên em sẽ thì khi mà mình comment lên thì mình sẽ không bị ẩn comment các chị nhá, sẽ không bị ẩn comment, và khi mà các chị comment lên một cái nó sẽ hiện lên luôn, chứ còn không sẽ không bị lỗi nha các chị nha. Sẽ không bị lỗi cái áo em đang mặc chỉ tặng thôi chứ không bán. Áo em đang mặc chỉ tặng thôi chứ không bán nha. Các chị ơi đấy, cứ tặng quà mà là lại tăng lên, mà khi không tặng quà thì lại thua xuống, không hiểu tại sao. Giờ em bắt đầu bán hàng nha, bây giờ em sẽ bắt đầu bán hàng nào. Khi nào mà đạt mốc 100 người xem em sẽ bán áo màu vàng em đang mặc trên người. Em sẽ tặng áo màu vàng em đang mặc ở trên người nha. Khi nào cán mốc 100 người xem em sẽ bắt đầu tặng cái áo em đang mặc ở trên người. Các chị nhìn xem. Vâng, các chị có muốn em bán áo khoác không? Em sẽ bán áo khoác cực kỳ rẻ cho các chị. Các chị có muốn em bán áo khoác cho các chị không? Muốn em bán áo khoác cho các chị thì là chia sẻ nhiều lên cho em xem nào. Em sẽ bán áo khoác siêu rẻ cho các chị đây. Lông vũ cũng có, vest cũng có, len gì nhỉ? Len lông cũng có. Các chị muốn em bán cái gì, muốn mua cái gì em sẽ cho các chị cái đấy, chiều hết đức luôn. Chia sẻ nhanh tay lên. Áo em đang mặc chỉ bán chứ bên em chỉ tặng chứ không bán nha. Áo em đang mặc chỉ tặng chứ không bán. Rồi giờ em sẽ bán cái khác, còn cái áo phao lông vũ vàng này em sẽ để tặng chơi mini game khi nào đạt mốc 100 người. Áo phao lông vũ. Còn bây giờ vũ em sẽ bán sản phẩm khác nào, em cởi lấy ra mà cái này. Nói nhiều quá đấy, chị Thiên Bình ơi, em có nói nhiều cái gì đâu, em từ em nói ít mà. Trời ơi, không nói nhiều thì làm sao mà các chị có cái gì để nghe? Chả lẽ em cứ ngồi yên thì làm gì mà có cái gì để nói hả các gái ơi? Phải nói chứ. Giờ mà không nói thì làm sao mà bán được hàng bây giờ?
Không nói không bán được hàng thì bà chủ em khỏi cho em lương luôn. Đây em bán sản phẩm đầu tiên. Ghi cho em mã sản phẩm đầu tiên. Mã sản phẩm đầu tiên em bán. À em phải ghi vào nha. Áo phao. Áo phao đồng giá 140k. Đã đủ cả các chị sốc chưa? 140k. Áo phao. Rồi em bán hàng đây các chị ơi. Khi nào đạt mốc đủ rồi thì em sẽ tặng. Còn bây giờ em bán hàng áo khoác cho các chị đã đời luôn. 140 cho tất cả các sản phẩm áo khoác hiện tại của bên em. Cho tất cả các áo khoác 140 một cái áo khoác thôi. Các chị hãy mua từ 2 đến 3 sản phẩm trở lên để em ship một lần. Bởi vì bên em hiện giờ là không dồn đơn nhá các chị nha. Phao này phao lông vũ chị ơi. Bên em bây giờ là không chờ dồn đơn. Nên các chị hãy lưu ý dùm em là một lần các chị mua 2 đến 3 sản phẩm để ship đi cho một thể cho đỡ phí tiền ship nhá. Hơn nữa là các chị hãy nhớ dùm em này. Có những chị đặt hàng xong điện thoại không nghe 2-3 ngày liền không nghe được, bên em xả hàng đi, sau đó lại hỏi là lên trang hỏi là tại sao không gọi điện cho chị, rồi lại trách móc bên em. Các chị hãy lưu ý dùm em là số điện thoại phải chính xác, số điện thoại các chị cho bên em là phải chính xác. Nên là cứ 1-2 ngày bọn em không gọi được cho các chị là bọn em sẽ xả hàng ra nha các chị nhá. Em nhắc lại rồi đấy ạ. Nên các chị cố gắng lưu ý dùm em cái vấn đề này với nhá. Không thì cứ thắc mắc, các chị nào ngày nào cũng thắc mắc tại sao không thấy gọi điện cho chị. Nên là bọn em cũng khó trả lời lắm ạ. Rồi bây giờ rồi ok. Rồi em bán hàng áo phao lông vũ nha. Phao lông vũ là các chị ở đây. Áo phao lông vũ em đang mặc ở trên người rất là đẹp này các chị. Sản phẩm đầu tiên. Nào mã đi. 01 nào. Mã số 01 nha. 01 nào các chị gái ơi. Nhanh tay lên nào. 140 một chiếc áo phao lông vũ thôi. Các chị đi ra đâu mua được áo phao lông vũ 140 không? Áo xanh ngọc bán đi em. Mua để xanh ship một thẻ. Xanh ngọc không có bán. Vâng ok chị mặc vừa không? Sai gì đấy nhỉ? Cái này là size S cơ. Size S cơ chị có mặc vừa không? 140 một chiếc áo khoác thôi các chị gái ơi. Trời ơi không mua thì có một phí tiếc hết thôi. Đây các chị này đẹp chưa? Cổ đính ngọc nhá. Rất là đẹp luôn. Cái này size S nha. Cái này size S đây nha, siêu cái này size S này. Siêu phẩm gái ơi, nhà em toàn siêu phẩm thôi. Áo vest, áo khoác toàn siêu phẩm thôi. Miền Nam nóng lắm, thế thì mặc áo vest đi chị ơi. Miền Nam nóng thì mặc miền áo vest đi. Miền Nam nóng thì mặc cái này này chị ơi. Rất là rẻ luôn, mà quá là đẹp luôn. 140.000 thôi. 140.000 thôi này chị này, rất là đẹp luôn. Qua mẫu nhanh nhanh để còn bán được áo len. Này qua một cái này rất là đẹp này, size này của em là size S nha. Ai ưng thì comment là xanh ngọc cộng số điện thoại cho em nha. Xanh ngọc cộng số điện thoại, size S này khoảng tầm 52kg đổ lại mặc vừa nha. Size S này 52kg đổ lại mặc vừa nha. 52kg đổ lại mặc vừa này. Comment 02 kèm số điện thoại nào. Comment 02 cộng số điện thoại cho em nha. 02 cộng số điện thoại em sẽ qua mẫu ngay nha. Miền Nam thì mặc vest đi. Miền Nam nóng thì em sẽ mặc vest nhá. Áo khoác phao của em đang mặc ở trên người mã số 01 nhá. Mã số 01 này 52 cân đổ lại mặc vừa. 52 cân đổ lại mặc vừa nha. 01 màu đen nha các chị nha. Đây các chị ơi, miền Nam này, miền Nam thì mặc cái này đi. Miền Nam thì mặc cái màu trắng này giúp em nha. Cái này tầm 50 cân đổ lại mặc vừa. 50 cân đổ lại mặc vừa, 140k, một chiếc vest rất là đẹp này chị này. Vest màu trắng rất là đẹp nha. Vest màu trắng rất là đẹp nha. Ai ưng thì comment là không mã số 04 giúp em nào, 04 nha. Mã số 04 cộng số điện thoại giúp em nhá. 04 nha chị nha. Các chị ơi 140k một sản phẩm thôi, chỉ 140k một sản phẩm thôi. Em sẽ đọc giá số kim ký. Rồi gái ơi, giá kim rồi. Đọc cái kim cho em với. Đọc cái kim cho em. Đó màu hồng. Rồi, 50kg màu hồng. Sẽ F. Màu hồng 52. Cái này sẽ L này 5657kg đổ lại mặc vừa nha. L sẽ L này 5657kg đổ lại mặc vừa nha. Đây các chị ơi, 5657kg đổ lại mặc vừa cái màu đen này này. Cái màu đen này size L nhá. Màu đen này size L này các chị này. Cái này em để trong túi nên nó hơi bị nhăn nha các chị nha. Để trong túi hơi nhăn nên nó không được đẹp thôi, chứ ở ngoài nó đẹp hơn rất là nhiều nha các chị nhá.
may củ cách điệu rất là đẹp này các chị này, may củ cách điệu rất là đẹp nhá. Ai sản phẩm này để lại cho em xin mã số 07 nào. Size to đây chị Ngọc Ánh ơi, cái này 56 57 cân đổ lại mực vừa này. 57 58 cân đổ lại mực vừa, cái này size to lắm đấy nhá. Này size to đấy nhá. Ai ưng comment mã số 07 nhá. Vét dáng dài không có gái ơi. Đây dáng dài đây, vét dáng dài đây. Chị em vét dáng dài đây chị Ngọc Ánh Nguyễn này, vét dáng dài đây. 07 kìa, 07 là cái nào đấy? Chị Bích Lê ơi, 07 đây, 07 là cái mà vét màu đen. Đấy. Vét màu trắng 04 chốt cho chị Tuấn Nguyễn nha. Vét màu 04 màu trắng. Vét 04 màu trắng chốt cho chị Tuấn Nguyễn nha. Rồi cái này vét dáng dài đây các chị này. Vét này là tầm 57 cân đổ lại, 57, 58 cân đổ lại mặc vừa. Mã số 08 nào, 08 nha. 08 cộng số điện thoại đi nào. 57 cân mặc vừa cái em đang mặc chị ơi. 58 cân đổ lại mặc vừa nào. Chị Ngọc Ánh ơi, vừa in luôn. Vừa in luôn nha. Vừa in luôn bởi vì cái này em mặc rộng lắm. Chị Ngọc Ánh Nguyên có lấy thì comment 08. 08 này, chị Mây Vân này. 08 chị Mây Vân nha. Cái vé 08 em còn một chiếc nữa đây này. Vé 08 đấy chốt cho chị chốt cho chị Ngọc Ánh một chiếc nha. Với cả chị Mây Vân mỗi chị một chiếc nha. Mây Vân một chiếc với chị Ngọc Ánh một chiếc rồi ok. Màu trắng đây, màu trắng đây. Quần em đang mặc không bán chị ơi, quần em đang mặc không bán nha. Chị Ngọc Ánh em chốt cho chị rồi. Cái này của em 60 cân được lại mặc vừa màu trắng này. Màu trắng nha. Chất liệu len của nó, các chất liệu của nó này các chị nhìn thấy chưa? Thêu rất là đẹp nha, thêu cực kỳ là tinh xảo luôn. Sản phẩm này 60 cân đổ lại mặc vừa nha. 60 cân đổ lại mặc vừa. 60 cân đổ lại mặc vừa cái màu trắng này em đang mặc nha. Màu trắng em đang mặc 60 cân. Mã số là 10 nào, 10 cộng số điện thoại giúp em nào. 10 cộng số điện thoại nhá, 60 cân đổ lại mặc vừa, em mặc rất là rộng luôn, 60 cân đổ lại mặc vừa nha. Bích Lê lấy 10 rồi ok, chốt cho chị Bích Lê 10 nha. 10 nha. Sản phẩm này tầm 52 cân đổ lại mặc vừa này, 52 cân đổ lại mặc vừa, cái vest trắng này rất là đẹp luôn. Em đảm bảo với các chị không đi đâu mua được cái vest đẹp hơn nha. Không đi đâu mua được cái vest đẹp hơn mà như thế này. Dáng của nó rất là đẹp luôn này. Mã số là 11 nào. 11 cộng số điện thoại giúp em nha. 11 cộng số điện thoại giúp em nào. Cái này 52 cân đổ lại mặc vừa. 52 cân đổ lại mặc vừa mã số 11 nha. Mã số 11 nào. 11 52 cân đổ lại mặc vừa nha. 52 cân đổ lại mặc vừa. Kim Dung ơi, kèm cả số điện thoại. Kim Dung để lại số điện thoại giúp em các chị ơi. Kim Dung để lại số điện thoại giúp em nha. 11 Kim Dung nào. 11 cho chị Kim Dung này, cái này khoác ngoài rất là đẹp này. Cái này đẹp chưa các chị ơi? Cái này 57, 56 cân đổ lại mặc vừa. 56 cân đổ lại mặc vừa nha. Nếu nhờ shop đặt cái quần, shop đang mặc có đặt được không à? Cái quần này của em. Vâng, 11. Cái này của em mã số 12. Chị Tuấn Nguyên ơi, shop đặt được thì đặt, shop đặt được nhưng mà sẽ hàng hơi lâu về đấy chị ạ. Phải một tuần mới về được. Này mã số 12. 12 cộng số điện thoại nào. 55, 56 cân đổ lại mặc vừa. 55, 56 cân đổ lại mặc vừa. Mã số là 12. 12 nha. Chị Bích Lê lấy áo này đúng không? 12 nha. Rồi ok, chốt cho Bích Lê. Bích Lê 4-500 nghìn cơ em ạ. Ủa thế? Quần này chị Tuấn Nguyễn ơi, cái quần này 4-500 nghìn cơ. Cái này chỉ để cho số cho mẫu mặc thôi. 4-500 nghìn cái này cơ chị ơi, không ít tiền. Nó không hề rẻ, cho nên là đặt thì cũng được nhưng mà nó đắt lắm chị ạ. Măng tô nha áo măng tô này các chị này, măng tô nha. Sản phẩm này khoảng tầm 53-54 cân đổ lại mặc vừa. 53-54 cân đổ lại mặc vừa này. Măng tô này có đai nha. 10 á, mã 10 xuất cho ai rồi. Đây cái này có đai như này đấy chị này. Sản phẩm này của em mã số sản phẩm này là 13 nào. Măng tô 13 nha, măng tô 13 nha. Em chẳng nhớ nữa. Em không nhớ mã 10 là mã nào rồi.
không có ghi chị Diễm Thu Ngô lên, không có. Chưa nhớ. Mã 10 là chưa chốt thì chẳng nhớ cái mã 10 là cái nào. Mã 10 là cái nào đấy, lát lên kiểm tra nha chị Diễm Thu Ngô vào inbox đi. Nếu như còn em sẽ chốt cho chị. Nếu như còn em sẽ chốt cho chị Diễm Thu Ngô nha. Đây, mang tô nha, mang tô cái lên bục tạm tạm thôi nha. Đây, mang tô này đẹp chưa? 52 cân đổi là 53 cân đổi là màu vừa, 53 54 cân đổi là màu vừa nha. Mang tô mã số 13 cộng số điện thoại cho em. Mang tô mã số 13 cộng số điện thoại cho em nhá. Chị ơi, 4-500 nghìn một chiếc cơ, đắt lắm. Chị Tuấn Nguyễn ạ. Sản phẩm này của em mã số 13 nhá. 13 cộng số điện thoại cho em nha. 13 cộng số điện thoại cho em nha. 13 cộng số điện thoại cho em. Cái này của em này đẹp chưa? Cái này 60 cân đổi lại mặc vừa nhá. 60 cân đổi lại mặc vừa nha. 60 cân đổi lại mặc vừa cái vest này nha. 60 cân đổi lại mặc vừa cái vest này nha. Vest dạ nha các chị nha. Vest dạ này 60 cân đổi lại mặc vừa nha. Mã số 14 nha. 14 cộng số điện thoại cho em nào. 14 cộng số điện thoại cho em. Cái này vest này em mặc rộng nha các chị nha. 60 cân đổi lại mặc vừa. Vest có cổ phối bèo này rất là đẹp luôn. Mã số 14 nha chị nha. Sản phẩm này size L nha. Cái này size L này các chị này, 58 cân đổi lại mặc vừa. 60 cân đổi lại mặc vừa các chị ạ, à, cái này rộng lắm. 60 cân đổi lại mặc vừa, em mặc rất là rộng luôn. Vâng đúng rồi chị ơi, đồng giá 140k. Đây các chị này, vest này rất là đẹp luôn này, các chị này tay cách điệu nha, rất là đẹp luôn này. Sản phẩm này 60 cân đổi lại mặc vừa, mã số 15 nha. Mã số 15 cộng số điện thoại giúp em nhá. 15 cộng số điện thoại giúp em nào. Mã số 15 cộng số điện thoại giúp em nào. Đồng giá 140k một sản phẩm áo dạ, áo khoác, áo phao. Khoác dạ màu đỏ này các anh chị này. Tầm 57 cân đổi lại mặc vừa nha. 57 cân đổi lại mặc vừa. Mã số là 19 nào. Mã số 19 cộng số điện thoại nào. Dạ nhá. Dạ mã số 19 nào. 19 nha. Dạ mã số 19 này. Dạ đỏ mã số 10, mã số 19 nào. Mạng yếu quá hay sao hả các chị ơi? Sao lại chẳng thấy có ai comment cái gì nhỉ? Mạng có yếu không các chị ơi? Mạng có kém không hả các chị ơi? Sao các chị này không thấy ai lên tiếng gì nhỉ? Em có tiếng khúc khúc. Đây các chị này, tiếp theo rất là đẹp luôn. Áo khoác này tầm 52 cân đổi lại màu vừa nha. 52 cân đổi lại màu vừa nha. 52 cân đổi lại màu vừa. Comment mã số 20 cho em nào. 20, vết mã 20 nha. Vết mã số 20 nha. 20 tổng số điện thoại giúp em nào. Chị ơi, mạng có ok không? Ok thì đi ok cho em nào, sao mà chả thấy chị nào nói cái gì nhỉ? Dạ dáng dài này các chị này. Dạ này rất là điệu nhá. Ai ưng thì comment cho em xin mã số 21 nào. 21 nào các chị nào. 21 nha, cái này tầm 55 cân. Đây là dạ mịn. Dạ mịn này các chị này. 55 cân đổi lại mặc vừa nha. 55 cân đổi lại mặc vừa. Có phao. Nhiều phao. 55 cân đổi lại mặc vừa nào. Ok ạ, à? Vâng, ok thì tốt rồi ạ. À. Sản phẩm này mã số sản phẩm này là 22. 21 cho chị Kim Dung à? 21. 21 cho chị Kim Dung. 21 cho chị Kim Dung nha. Pha màu vàng đây các chị này, pha màu vàng đây nha. Pha màu vàng này các chị này. Ai ơi comment giúp em nào, cái pha màu vàng này tầm 53 cân đổ lại mặc vừa nha. 53 cân đổ lại mặc vừa nào. 53 cân đổ lại mặc vừa cái pha vàng này nào. Ai ơi comment giúp em nha. Ai ơi comment giúp em nào, mã số sản phẩm này 25 nha. 25 này tầm 53 cân đổ lại mặc vừa. 25 này pha màu vàng mã số 25 nào. 140k thôi, 25 nha. 140k một sản phẩm các chị ơi. 140k một sản phẩm thôi, chỉ 140k một sản phẩm thôi nào. Mã số 25. Còn vest chị ơi, còn rất là nhiều. Vest có size 70 cân không? 70 cân không có.
70 cân thì không có đâu chị ơi. 70 cân không có gái ạ. 21 là áo dạ màu hồng phải không? Màu đen mà. Dạ. Đúng rồi, chốt cho chị Kim dùng cái đấy. Sao đây là 20 cân? Chị Kim Dung ơi, mình lấy vest hay là lấy cái áo dạ hồng? Vest này rất là đẹp luôn này. Dáng ngắn, toàn dáng ngắn đấy chị. Vest toàn dáng ngắn mà. Vest đây, mã số 26 nào. 26 nào các chị nào. Mã số 26 nha, mã số 26. Áo sang màu đen có. Mã số 26 nha. Đấy, em đang mặc trên người mã số 26 nha. Lấy áo dạ hồng rồi ok, chốt cho chị áo dạ hồng. Phao dáng ngắn nhá, phao dáng ngắn nào các chị nào, phao dáng ngắn nào. Phao dáng ngắn là tầm 53-54 cân đổ lại mặc vừa nào. Đổ lại mặc vừa cái khoác phao ngắn đây sản phẩm này của bên em mã số là 27 nào. 27 phao dáng ngắn nha, 27 phao dáng ngắn nha, 27 phao dáng ngắn nào, phao dáng ngắn mã số 27 nào, mã số 27. Ai ưng thì comment mã số 27 cộng số điện thoại giúp em nha, 27 cộng số điện thoại giúp em nào. Vest màu đen này. Cái này 60 cân đổ lại màu vừa này các chị ơi. 60 cân đổ lại màu vừa nha. Tuấn Nguyễn ơi, vâng, vậy chị để cân nặng cho em đi nào. Để cân nặng cho em đi nào. Có mũ không? Cái nào có mũ? À, phao đấy không có mũ chị ơi. Phao đấy không có mũ ạ. Chị Tuấn Nguyễn ơi, vào inbox cho em nha. Chị Tuấn Nguyễn vào inbox nha. Chị Tuấn Nguyễn vào inbox cho em nha. Sản phẩm này của em một chiếc vest rất là đẹp này. 60 cân nha, 60 cân vừa. 60 cân vừa cái áo này nha, 60 cân vừa nha. Sản phẩm này của em mã số 29 nào. 29 cộng số điện thoại nào. 29 cộng số điện thoại giúp em nha. 60 cân lấy xay. Chị Mèo Hoàng có lấy không ạ? À? Lấy thì để cho em mã gì nhỉ? 29 cho em. Để mã 29 cho em. Đây, khoác dáng dài này các chị này. Vest dáng dài đây màu vàng nha. 55 cân đổ lại màu vừa này, 55 cân đổ lại màu vừa. Vai đính hạt nha các chị nhá. Sản phẩm này ai ơn comment cho em xin mã số 30 nha, 30. 30 cộng số điện thoại giúp em nào, 30 cộng số điện thoại giúp em nha. À, chị Mèo Hoàng lấy cái phao vàng ngắn đúng không? Rồi ok. Ngắn thì chị cho em số điện thoại luôn nào. Cho em xin số điện thoại nào chị Mèo Hoàng ơi. Cho em số điện thoại luôn đi nha. Thì các loại màu đấy chị ơi, màu gì cũng có. Bạn ấy dơ cứ cầm vào cái gì thì bạn sẽ bán cái đấy. Cái này 57, 56, 57 cân đổ lại màu vừa nè. 56, 57 cân đổ lại màu vừa. Dạ màu vàng nha. Dạ vàng rất là đẹp luôn. 56, 57 cân đổ lại màu vừa nha. Sản phẩm này mã số 31. Đâm à, đâm thì lát nữa chị ạ. 31 nha. Sao toàn màu vàng vậy? Em nhặt toàn cái vàng em nhà mặc với các chị ạ. Chị Mèo Hoàng ơi, chị có lấy không thì để em số điện thoại nào. Lâu quá chị ơi. Khoác dạ này chị này, sản phẩm này mã số 32. 32 nha, 32 nha. Mã số 32 nha, mã số 32 nào. Tầm 65 cân đổ lại mặc vừa chị ơi, 65 cân đổ lại mặc vừa cái áo màu lâu này nha, mã số 32. Vest dáng dài đây. Vâng, chị lấy thêm nhá. Vest dáng dài này các chị này, vest dáng dài nha, vest dáng dài này. Mã số 33. Chị Mèo Hoàng không đâu là như thế nào? Có nghĩa là chị không lấy cái áo vàng nữa đâu gì?
Mã số 33 nha, mã số 33, 33 nha. Sản phẩm này mã số 35 nào, 35 nào các chị ơi, vết dáng ngắn nha. Vết dáng ngắn này mã số 35. Mã số là 35 nha, mã số 35 nha. 35 cộng số điện thoại giúp em nào. 35 này sản phẩm này có size nha. Vết màu hồng này các chị này, vết màu hồng mã số 36 nào. Mã số 36 tầm 57 cân đổ lại màu vừa nha. Mã số 36 nhá, 36. Mã số 36 nha chị Quyên Vũ Thị ơi, em có ghi được giá ở dưới là 140k một áo nha. 140k một áo nha. Mã số 37 nào, mã số 37 nha. 35 đến cơ thì diễn thương ngôi nha. Cái này em đang mặc 37 này. Nét này, mã số 37 nha. Mã số 37. Mã số 38 này. 38 nha các chị nha, 38. Đúng, đúng. 38. Các chị ơi like và chia sẻ cho em đi nào. Vết dạ này các chị ơi, vết dạ mã số 39 nào. Vết dạ mã số 39 nha, vết dạ mã số 39. Vết dạ mã số 39 nha, vết dạ mã số 39. Diễm Ngô 38 luôn nhé, 38 là cái màu hồng. Ok, ok chị Diễm Sương Ngô nha, chốt 38 luôn cho chị cái vết màu hồng đấy nha. Bích Lê 39 rồi, ok chốt cho chị Bích Lê 39 nha. Này của em mã số 40 nào, 40. Mã số 40 nào, mã số 40 nha. Cảm ơn được sếp mà sếp mặc áo dùm sướng thật. Ôi em sướng lắm chị ơi, để sếp em làm em làm stylist. Sếp em làm stylist cho em đấy. 40 chị Xuân Lan để lại cho em xin số điện thoại nha. Cái này em đang mặc ở trên người mã số 41 nha. Cho coi sau đỏ vàng tay dài. Sau đỏ vàng tay dài là sao? Sau đỏ màu vàng tay dài. Sau đó là cái nào? Đỏ vàng sau. Mẫu bao nhiêu ký em? 48 ký chị ơi. 41 cho chị Bích Lê. 41 cho chị Bích Lê nha. Bố mô em đang mặc ở trên người đúng không chị Bích Lê? Áo trắng này em mã số 42 nha. Áo trắng này mã số 42. Thôi chị Bích Lê áo trắng. Cho coi phía sau áo lên. 40 đấy này đúng không? 40 là cái màu trắng này này. 40 đây mà. À 41. Mã 40 58 ký vừa chị ơi. Vừa chị cho em số điện thoại đi để em còn chốt hàng nhanh nhanh nào các chị ơi. Các chị comment một dòng cho em mã số kèm số điện thoại thôi nào. Cái này 58 ký đồ lại mặc vừa này chị này. 58 ký đồ lại mặc vừa nha. Chào chị Phạm Thị Xuân. Phạm Linh Xuân chứ. Phạm Linh Xuân à, em có thấy chị nha, có thấy chị nha. Có sai. Cho cái cho coi vàng. Cái đỏ vàng áo len tay dài áo đỏ vàng. Cái đằng sau là váy đấy chị ơi. Cái đằng sau là váy đấy ạ. Đằng sau là váy mà. Cái này mã số 42 này. 42 màu hồng nha, 42 màu hồng nha. 57 cân đổ lại và 55 cân đổ lại màu vừa. 55 cân đổ lại màu vừa nha, 42 màu hồng.
43 màu xanh nha, 43 màu xanh nào. 43 màu xanh tay bồng. 43 màu xanh tay bồng. Em biết đỏ vàng phía sau như là váy chị ơi, không liên quan đến áo khoác. Sao em này 43 nha. 43 này tầm 55 cân đổ lại mặc vừa nha, 55 cân đổ lại mặc vừa, 43 nha. 43 55 cân đổ lại mặc vừa tay bồng nha. Lại mã số ok, 43 em cho chị pha lê tím nha. Cái này của em mã số 44 nào. 44 55 cân đổi lại mặc vừa, 44 55 cân đổi lại mặc vừa nha. 44 55 cân đổi lại mặc vừa, cái này rất là đẹp này các chị này. 44 44 55 cân đổi lại mặc vừa nha. Bốn năm bốn sáu này các chị này, 46 cộng số điện thoại cho em 60 cân đổ lại mặc vừa nha. 60 cân đổ lại mặc vừa, mã số là 46 nha, 46. Cái này mã số 47 này các chị này, màu trắng mã số 47 nha. Trắng mã số 47 nào. 47 55 cân đổ lại mặc vừa, mã số 47 nha. 5556 cân đổ lại mặc vừa này. Chị ơi, không phải áo len đâu mà là váy nha, chị Ngọc Lê, chị Ngọc Bích nha. Lại mã số 46 nha, 46 nha. À 47, 47 em nhầm. Cái này mã số 48 này. 47 cho chị pha lê tím. Cho chị pha lê tím cái vest màu đen rồi nha. Này 50 cân đổ lại mặc vừa nha. 50 cân đổ lại mặc vừa. 50 cân đổ lại mặc vừa nha. Sản phẩm này của em mã số 50 nào. 50 nha, mã số 50 nha. 50 cộng số điện thoại cho em. Mã số 50 nha. Áo khoác này các chị này, áo khoác nha. Phao nha các chị nha, phao lông cừu này. Phao lông cừu rất là đẹp luôn. Phao lông cừu nha. Em ơi áo trắng mà. Đi pha lê tím ơi, áo trắng à? Áo trắng đúng không? À chị pha lê tím ơi, cái áo trắng khoác ngoài đúng không? Chị pha lê tím là cái áo trắng khoác ngoài kìa. Áo trắng mà chứ không phải áo ghét đấy. Trắng khoác ngoài phao lửng lửng ấy. Chị ơi, 140k một sản phẩm nha. Áo khoác pha hoa này, mã số 51. 51 nha, 51 nha. Vâng, em cho chị cái áo trắng lần rồi. Áo khoác pha, mã số 51. Cái này mã số 52 này, áo khoác phao màu xanh mã số 52. Khoác phao xanh mã số 52 nha. 52. Cái này 55 cân, 56 cân đổ lại mặc vừa. À không phải 57 cân đổ lại mặc vừa nha. 57 cân đổ lại mặc vừa, cái áo khoác phao xanh này nào. 51 cái này à? 51. Đấy, lấy cái bao nhiêu đấy? 51 là đấy hả? Ok, ok em chốt cho chị Trần Lê Sĩ Đan một chiếc 51 áo khoác phao nha, áo khoác phao nha. Chị Bích Lê lấy mã 52. 52 là cái này đúng không? 52 là chị Bích Lê lấy cái này đúng không? Ok cho em nha. 52 ok cho em nha. Áo khoác xanh 60 cân. 60 cân vừa. Cái này tầm 57 cân thì mặc sẽ vừa hơn, 60 cân mặc hơi kích nha. Có chị ơi, lát nữa sẽ có sẽ like cả áo len mỏng nha, chị Kim Kim nha. Mã số 53 nào, 53 nha. Ok, xanh 52 thôi chị Ngọc Lê, Ngọc chưa chị Bích Lê. Sản phẩm này mã số 53 nào. 53 nha. Cả cái lông của nó lại xem. Đây.
số 54. Dạ màu xanh nha, dạ mịn nha các chị nha. Dạ mịn màu xanh, mã số 54. Này 52 cân, 53 cân đổi lại màu vừa, 53 cân đổi lại màu vừa, dạ mịn màu xanh. Chốt cho chị Bích Lê cái lớp 4 này nha. Lớp 4 nha, lớp 4 chốt chị Bích Lê nha. Cái khoác màu hồng này các chị ơi, khoác cổ màu hồng này rất là đẹp này các chị này, khoác cổ màu hồng rất là đẹp này. Cái này 57 cân đổi lại màu vừa, 57 cân đổi lại màu vừa, mã số 55 là có khoác là màu xanh như vậy nữa không á, cái xanh đấy á, 55 nha, cái xanh đấy còn không chị, 55 cho chị Bích Lê luôn nữa này. Em có cái này đẹp cực kỳ luôn này các chị này. 56 nha, 56 này, cái này tay lửng lặng đinh này. 52 cân đổ lại màu vừa, 52 cân đổ lại màu vừa nha các chị, nhìn xem tay của nó rất là đẹp luôn nha. Làm đinh rất là đẹp này, tay lửng nha, cái này mặc sang lắm đấy. Mã số 57 nào, 57 nào các chị nào. Bích Lê ơi, mình lấy cái này luôn đúng không? 454, 5556, mình chốt hết luôn đúng không? Chị Cát Bụi ơi, lấy cái này đẹp này. Cái phao đỏ đây này. Mà lấy không được cái phao xanh thì lấy cái phao đỏ cho đẹp này. Chị chốt luôn cho chị Bích Lê cái này. Chị Bích Lê có lấy không? Em chốt cho chị Minh Minh nào. Bởi vì em vừa đọc mã là 57, còn em không nhớ là em có đọc 56 không. À, chị không lấy 57 rồi, ok chốt cho chị Minh Minh 57. Cái này mã số là 58 nào. 58 nào. Mã số 58 nha, mã số 58 là dạ này. Cái này tầm 55 cân đổ lại màu vừa nha, 58, 55 cân đổ lại màu vừa. Dạ mịn nhá. Này mã số 59 này, 59 55 cân đổ lại màu vừa. 59, 55 cân đổ lại màu vừa nha, 59, 55 cân đổ lại màu vừa, dạng măng tô dài đấy, dạng vét dài này các chị này, 55 cân đổ lại màu vừa. 59. Cho chị Diễm Sương Ngô cái này đi. Cho chị Diễm Sương Ngô rồi nha. Cái này 65 cân đây này, 65 cân mặc cái này các chị ơi. Không lấy 59 nhé, 59 cho chị Thơ Bích Lê luôn này. Thôi là chị em chốt cho chị Bích Lê. Các chị lằng nhằng quá. Cái này 60 cân mặc được này, 60 cân mặc được, mã số 60. Mã số 60, 60 cân mặc vừa. Mã số 60, 60 cân mặc vừa đây. 60 đến 65 cân cũng mặc được luôn nha các chị ạ. Cái này rộng cực kỳ luôn. 60 đến 65 cân mặc được nha, mã số 60. Màu tím nhạt rất là đẹp luôn đấy các chị ạ. Không cần nóng khúc rồi. Mã số 61 nào. Mã số 61 nha. 61 nha. Mã số 61. Cô áo khoác sang rồi, mình cho lấy cái bộ vải hôm qua nữa. Sáu mốt cho chị Bích Lê luôn nào, cái này có cả đai này, 61 nha, 61 nha, cái này mặc đẹp lắm này, mã số 61 nha, cái này 61 đúng không nhỉ, 61, 61 cho chị Bích Lê nha, ôi cho chị Bích Lê lấy nhiều thế, bán đấy. Bán à. Mã số 62 nào. Tay nhô tay lông này rất là đẹp này. Mã số 62. Mã số 62. 62 chút cho Mèo Hoàng. Cái này rộng lắm đấy. 63.
Mã số 63 nào. 63 nha. Mã số 63 65 à 55 cân đổi lại màu vừa. 63 cho chị Minh Minh. Sáu tư nào, mã số 64. Mã số 64 nào. 64 nha, 64. 60 là 50 cân đổi lại bằng vừa nha. Cân đổi lại màu vừa. 53 cân đổi lại màu vừa, mã số 65. Mã số 65 53 cân đổi lại màu vừa nha. 65 đẹp hết, điệu đà. 66 nào. Dáng dài nha, dáng dài nha chị nha. 65 nha chị nha. 66. 66 nha, 66. 66 cho Thành Vũ nha. 67 nào. 67 nha, 67 nha chị nha, 67 te te loe này. Rất là điệu luôn. Dáng bồng nha, 67 nha. 67 cho chị Bích Lê nha. Cả bụng luôn. 68 nào. 68 này các chị này. 68 nha. 68 nào, 68 cộng số điện thoại giúp em nào. 68 cộng số điện thoại giúp em nào. Cái này mới đẹp. 68 cho chị Minh Minh nha, 68 cho chị Minh Minh nha. Vét này 50 cân đổi lại màu vừa nha. Vét này 50 cân đổi lại màu vừa. Dạ vét nha. Dạ vét này các chị này. Dạ vét nha. 69. Dạ vét mã số 69 nha. Dạ vét mã số 69. 安 xe đang lên một ảnh nhé. Gọi điện thoại đi. Mã số 70. Mã số 70 nha, mã số 70 các chị ơi, đồng giá 140k. Áp dụng như chị nào đã like và chia sẻ nha. Mã số 70 này các chị này, 70. Khoa dáng dài nha, mã số 70 nha. Mã số 70. Mã số 71 này, 71 này, sản phẩm này bên em có cổ lông này. Em ghim giá rồi chị ơi, sao không có. Mã số 71 nha, 71 có cổ lông này, 71 có cổ lông này. 71 cổ lông rất là điệu, rất là đẹp nha. 71 nha. Đó lên. 71 nha, 71 nha. 71 cổ lông này rất là điệu, rất là đẹp luôn đấy. Bảy hai nào, mã số 72 nào. Cái giả này tầm 60 cân đổi lại màu vừa, 57 cân đổi lại màu vừa nha. 73 nha, 73 nha chị nha, mã số 73 nha. Một cái sao đỏ. Cái giả này rất là đẹp này các chị nè, giả này rất là đẹp luôn nè. 73 nhá. Mã số 73 nha. 74 nào. 73 cho chị heo sinh nào các chị ơi. Các chị ơi chia sẻ thì em mới bán giá 140 nha. Các chị ơi chia sẻ thì mới được mua giá 140.000 nha. Còn các chị nào không chia sẻ sẽ không bán hàng với giá đấy đâu ạ. Em sẽ về giá gốc đấy. Giá gốc của nó 250.000 đấy nha. Chị nào không chia sẻ em sẽ bán về giá gốc nha. Cái vest trắng này đẹp chưa. Vest trắng này đẹp cực kỳ luôn các chị ơi. Đẹp dã man luôn này.
75. 75 nào, 75 nào. Phao 76 nha, phao đỏ 76. Phao đỏ 76 nha chị nha. Phao đỏ 76 nha. Phao đỏ mã số 76, cái này 53 cân, 54 cân đổi lại màu vừa. Phao đỏ 76, 54 cân đổi lại màu vừa. Dạ, có mũ đây. Okay. 76 cho chị Tuyết Bạch nha. Bảy bảy nào, mã số 77 nào, này 60 cân, 60-65 cân đổ lại màu vừa nha. 77-65 cân đổ lại màu vừa. 77-65 cân đổ lại màu vừa nha, màu hồng nhạt nha, màu hồng đấy nha, màu hồng sen rất là đẹp đấy. 65 cân đổ lại màu vừa. Dạ có mũ đây. Dạ có mũ mã số 78 nha. 78 này 65 cân đổ lại màu vừa. 78 65 cân đổ lại màu vừa. Dạ có mũ nha. 75 vét trắng 55 cân đổ lại màu vừa. 75 vét trắng, 75 vét trắng đấy 55 cân. 75 được chị ơi. Xem màu. 78 cho chị Minh Minh này, 78 cho chị Minh Minh này. Lại mã số là 79 nào, 79 nha. Vét phối này rất là đẹp luôn. Mã số 79 nào. 79 cộng số điện thoại giúp em nào, 79 cộng số điện thoại giúp em nào. Len lông nào, len lông mã số 80. Len lông mã số 80. À, hai link Minh Minh này nha. Đúng rồi, có một link là Minh 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 với cả một link là Minh Minh. Đó, các chị cứ comment số điện thoại là không cần được. Cứ comment đầy đủ cho em số điện thoại. 80 là len lông cái này đẹp cực kỳ luôn. 80 len lông nha. Cái này 65 cân đổ lại bằng được. 65 cân đổ lại màu được, mã số 80. 80 nha, 80 nha. 80. Mã số 81 nào. 81 nào, 81 52 cân đổ lại màu vừa, mã số 81 nha. 81. 80 chị Bích Lê. Vét này, vét này 82 nha. 82 vét này tầm 50 cân đổ lại màu vừa. Vét dạ nha các chị nha. Vét dạ 50 cân đổ lại màu vừa, mã số 82. Măng tô 60 cân đổ lại màu vừa nào. 83 măng tô 60 cân đổ lại màu vừa nào. Măng tô 60 cân đổ lại màu vừa, mã số 83. Mã số 83 nhá, 83 nhá. 81 kìa. Đây, đây, đây. 81 đây nha, 81 em cho chị mà chị là chị Mi Sang Nguyễn nha. 81 em cho chị Mi Sang Nguyễn nha. Cái này mã số 84 nào. Nên lông mã số 84 nào. Nên lông mã số 84 nào. 84, chị Bích Lê em lấy cho chị cái này nhá. Có em có cái áo khác gì lê này. 82. Chị Trinh Phương ơi, chị Trinh Phương lấy 82 đúng không?
82 thì comment cho em xin số điện thoại đây, 82 đây. Viết đây nha, 82. 81, 52 á, 81. Vừa chị ơi, chị My Sang Nguyễn ơi, 52 cân vừa. Vừa. Khoác di lê này các chị này, khoác di lê. Mã số 86 là khoác di lê 86 nha. Các chị mà đáp ưng cái nào thì kiểu comment mã số phải nhớ cả số điện thoại em mới chốt hàng được. Khoác di lê 86 nào, khoác di lê 86 nào. Vét 87 nha, vét mã số 87. Vét mã số 87. Vét mã số 87 nào. Chị mưa sao lấy 86 à, 87 trước con lên tính nha. Cho xem lại 82. 82 đây chị ơi. Tám hai đây, 82 vét này, vét dạ nha, 82 đây nha. Mã 86 có phải 86 sáu cho chị cái 86 này nhá, chị mưa xa nhá, mưa xa phải cái này không cho ok nha. Dáng dài này các chị này, khoác phao dáng dài này, mã số cái này em đọc luôn 90 là ok, chốt mưa xa cái di lê đấy rồi nha. Không phải màu đấy là màu nào nữa, các chị lấy cái nào em đã bảo các chị thích cái nào comment nhanh cho em mã số luôn đi. Hôm qua mẫu là em chả nhớ đâu, qua mẫu rồi là em không có tìm lại nữa đâu nhá, không tìm được, khó tìm lắm. Mã số 90 53 cân đổ lại màu vừa, 53 cân đổ lại màu vừa. Mày đạp cái ổ điện của tao rồi kìa. Thế thì mẫu nào chị Trinh Phương ơi, cái này mã số 90 nha. 90 của ai ưng không? 90 của ai ưng không? 90 của ai ưng không? Comment cho em nào. Cái này của em mã số 91 nào, 91 nha, 91 nào. Vét trắng 75 em nhé, vét trắng 75 là cái nào nữa rồi. Giờ chị hỏi em 75 cái nào em chịu luôn. Em bảo các chị nhà các chị thích là các chị phải comment ngay. 91 nào. Giờ các chị hỏi em chịu luôn. Mã số 91 nha. Mã số 94 là 50 cân
mưa xa chưa chia sẻ. 94. Mưa xa chưa chia sẻ. 94 nha. Không bán 104 đâu. Chị mưa xa ơi, mình chưa chia sẻ cho em đúng không? Đúng em rồi. Vừa vào kiểm tra rồi. Chị đưa cho chị Bích Lê nha. Mưa xa chưa chia sẻ, em không bán 104 đâu. 94 có 3 cái. Ờ, 94 có 3 cái. Chín năm nào, 95. 53, 52, cơ thử là màu vừa. 95. Chị ơi, em vừa vào kiểm tra, không có thấy đâu chị ơi. Chị vào chia sẻ lại giúp em đi. Chị không để ở chế độ công khai rồi. Em kiểm tra không có chị ơi. Chị phải để ở chế độ công khai thì bên em mới được. Thì bên em mới check được. Cái này 60 cân đổ lại màu vừa này. 60 cân đổ lại màu vừa rồi này. Mưa xa cơ chứ không phải chị mi xa. Chị mưa xa chứ à, không phải. Chị mi xa cũng chưa chia sẻ này. Mi xa vẫn chưa chia sẻ đúng không? Mi xa cũng chưa chia sẻ. 94, 98. Mi xa, mi mưa xa chưa chia sẻ. 95. 95. 95 cho chị Mây Vân. À, 95. Đầm trắng lát nữa em like chị ơi. Lát nữa nha, bây giờ đang like áo khoác. Cái này 97 nha. Dạ mã số 97 nào. Dạ mã số 97 nào. Dạ mã số 97 nha. Mã số 97 nào. Dạ mã số 97 nhá. 97 nào. Mây Vân cũng chưa chia sẻ. Mây Vân ơi, cho em xin mấy cái chia sẻ nào. Chia sẻ giúp em đi các chị ơi. Ơi, các chị ơi, đều chưa chia sẻ thì làm sao em bán cho các chị 140 được. Áo len này, len lông nha. Cái áo len lông này 96 trước 95 hàng rẻ mà các chị không lỡ ấn cho em muốn chia sẻ. Thảo Nguyễn ơi, lấy 97 comment số điện thoại giúp em. 97. Len lông mã số 98. 97 có một cái thôi. Len lông mã số 98. Len cổ lông mã số 98 nha. Len cổ lông mã số 98. Len lông hai màu là mã số 99 nào. Len lông hai màu mã số 99. Len lông hai màu mã số 99. Này mã số 100 này. Chị ơi em không nóng rồi. Mã số 100. Mã số 100 nha, 100. 98 cái áo. Đây rồi. Đây chị Ngọc ấy. Chị không để ở chỗ để công khai làm sao em kiểm tra được mà lại bảo là em xem kiểu gì? Xem trên trang cá nhân của chị chứ xem ở đâu hả chị ơi? Chị không để chế độ công khai thì là bên em sẽ không kiểm tra được đâu. Rồi em đã sắp like áo len 39 rồi nhá. Em chuẩn bị bán áo len rồi. 100 cho chị Bích Lê. Cái đấy đẹp lắm nhưng mà nó ngắn quá em tiếc em không mặc được. Mã số 101 nào. Mã số 101 nha. Măng tô mã số 102 này. Măng tô em vừa mặc lên mã số 102 nha. 102. Đây, mẹ nó cứ cãi cái gì. Xẻ đâu ra. Nó chủ luôn cho mặt em. Cái này mã số 103 này. 103 nha, 103 nha. Chị mưa xa xem hộ tao cái. Chị mưa xa ơi đây, em có chụp màn hình lại đây. Chị mưa xa ơi làm gì có thấy chị chia sẻ đâu, không hề chia sẻ nha chị mưa xa ơi. Chị còn đang xem không nhỉ? 101
101 đấy size em bao nhiêu, size M đúng không? Em. À, chị ơi size S ở tầm 50 cân đổ lại màu vừa nha chị Trường Sơn nha. Cái măng tô đấy size S nha, măng tô size S nha. À không phải, 101 như cái này gì vậy? 101 này ở tầm 50 cân đổ lại màu vừa chị nhá, chị Trường Sơn nha. Một cái đầm cái áo vàng này cũng tầm 50 cân đổ lại màu vừa. Tại chị không để ở chế độ công khai đấy. Chị không để ở chế độ công khai nên bọn em không kiểm tra được các chị ơi. Chị để ở chế độ bạn bè rồi. Sắc màu đen 5 năm con đi em. Vét rất nhiều từ lấy giờ số em là 105. Từ lấy giờ em like nhiều vét lắm rồi chị Mây Vân rồi. 105 nhá, 105 nhá. Một không sáu, mã số 106 nha. Mã số 106 vét đen này, 106. Năm năm cân thì mặc cái này đây chị gì? Mây Vân. Chị Mây Vân ơi, đây 55 cân mặc cái này đi, vét này rất là đẹp này. Xẻ ta nha. Dạ, 65 cân không có đâu chị ơi. Ok à, ok chị lấy thì chị comment cho em bao nhiêu nhỉ? Cái này của em mã số 56. Comment cho em số điện thoại chị Mây Vân ơi. Chị lấy cái vest 55 cân đấy thì cho em số điện thoại nha. Mã số 108 nào. 108 nha, 108. Thế thì chị để ở chế độ bạn bè rồi. Một không chín này chị ơi, 109 nha. Ok chị Mây Vân nha. 109, mã số 109 nha. Chốt cái đen cho chị rồi. 109 này 55 cân đổ lại màu vừa. Mã số 109 nha. Một một không nào, 110 nào, vét này 56-57 cân đổ lại màu vừa là 57-58 ký đổ lại màu vừa nha. Mã số 10 và 110 nào. 110 nha. Nốt cái này bọn em bán áo len 39k nhé các chị nhá. Bọn em bán áo len 39k đây. Nốt cái này em bắt đầu lại áo len nha. 111 nào. 111 nha, 111 nha. Nốt cái này em lại áo len nha. Em bán áo len đây. Một một hai này các chị ơi, 112 này, 112 nha. Chơi thêm đi em chị ơi, có 30 người thì chơi sao? Cái này mặc túi. Một một ba này 55 cân đổ lại màu vừa, 113 55 cân đổ lại màu vừa nha. Nên lông mã số 114. Nên lông mã số 114 nha, mã số 114. Anh nha, bây giờ em bán áo len nha.
14 ăn cơm thì thành vũ nha. Mùa 14 chơi thành vũ. Nhân lông. Bây giờ em chơi là em bắt đầu lai áo len nha các chị nha. Lai áo len nha. Ôi trời ơi, bây giờ còn có 20 người thì chị bảo em chơi làm sao, chơi kiểu gì đây? Mã số ấy em đang bảo là 115. 115 nha chị nha, mã số 115. Một một năm nha chị nha, mã số 115. Ok bà. Các chị ơi, bây giờ em lai áo len nha. Bây giờ em sẽ lai áo len vậy. Bởi vì giờ em lai áo len nha các chị nha. Các chị chia sẻ cho em đi nào. Chia sẻ cho em đi. Chia sẻ để chế độ công khai giúp em nào các chị ơi. Chia sẻ để chế độ công khai nha. Để em bắt đầu lai áo len nào, lai áo len. Các chị chẳng chịu chia sẻ cho em đi, để cho đông đông người xem một tí, để cho đông đông người xem một tí. Bây giờ ít người xem quá, ít người xem quá nên em không chơi mini game được các chị ạ. Ít người xem quá nên em không chơi mini game được. Các chị chia sẻ cho em đi nào, chia sẻ cho em đi nào. Có nhưng mà phải đặt trên trang khá lâu mới về đấy chị Đào Giang ạ. Nó có giá khoảng 300-400 nghìn. Quần em có đấy nhưng mà đặt ở trên trang phải 300-400 nghìn cơ chị ơi. 300-400 nghìn nha. Bây giờ em lai áo len nha chị nha, lai áo len nha. Ghim rồi đây đây. Rồi em mỏi quá rồi em phải gác lên mới được. Ghim được 3-9 thôi mà. Rồi em ghim giá rồi đấy ạ. Lên 39k, lên 39k nha chị nha. Đồng giá 39k nha. Mã số 24 nào, 24 cộng số điện thoại giúp em nào các chị ơi. 24 cộng số điện thoại giúp em nào các chị ơi. Mã số 24 cộng số điện thoại giúp em nha. 24 cộng số điện thoại. Bây giờ em like áo len và like nhanh nhanh nha các chị nha. 24 cộng số điện thoại giúp em nào. Hai năm cổ dài nào, hai năm có cổ nào, 25 có cổ nha. Mã số 25, 25 cộng số điện thoại giúp em nào, 25 cộng số điện thoại giúp em nào, 25 cộng số điện thoại nha. Hai sáu cộng số điện thoại giúp em nhá, 26 cộng số điện thoại giúp em đi, 26 nha, 26 nha. Chị đi đâu hết rồi? Không thích áo len. Không thích áo len hay sao ấy? Các chị ơi đi đâu hết đây? Các chị đi đâu hết rồi? Hai bốn cho chị hai bốn một tí luôn. Hai bốn. Giao Huy Chương ơi, nhớ để ý điện thoại giùm em nhá. Chị Giao Huy Chương nhớ để điện 24 đây. 24 này em cho chị Gia Huy Chương nha, chốt cho chị Hoa Gia Huy Chương. Vâng, tiếp. Tiếp nha. Các chị đi đâu hết sạch vậy? Trời ơi, đến lúc nào lên thì lại đi hết cơ. Đây, áo giống áo em đang mặc nha. Áo giống áo em đang mặc này. Áo giống áo em đang mặc nha. Mã
số sản phẩm này là áo khoác em vừa lai hết xong 980 nha. Áo khoác em vừa bán hết rồi, rồi em bán sang áo len thôi. 980 nha, 980 tổng số điện thoại cho em. Nào, mã số là 427 nào. Mã số 427 nha, 427 nha. Chị Đạt Ngân ơi, lát lớp mình vào mình xem lại livestream giúp em nhá. Thì là mặt hàng của bên em còn, bên em sẽ chốt cho chị nha. Chị Đạt Ngân lát nữa vào qua đây lại livestream giúp em nhá. 427 cổ số điện thoại giúp em nào. Cái màu này màu lâu gel nha, màu lâu gel 427 của bà Chéo rất là đẹp đấy ạ. Mã số 273 là 273 cầu số điện thoại cho em nào. 273 cầu số điện thoại nào, 273 cầu số điện thoại cho em. 273 cầu số điện thoại cho em nào, 273 nha. Hai ba mươi cộng số điện thoại giúp em nào. 230 nha, 230 cộng số điện thoại nha. Ủa, cái này nhiều đấy. Sáu ba ba nào các chị ơi, 633 nha. 633 cộng số điện thoại giúp em nhé, 633 nha. Sản phẩm này của em mã số là 722 nào, 722. 722 cộng số điện thoại tay khối khóa nha, 722 nha. 230 em chốt cho chị ra huy chương nha. 230 cái này là 633. 230 là cái này gì? 230 có phải cái này không? Em chị cả ơi, số điện thoại đi nhá gái ơi. 722 kìa. Ta Huy Chương ơi, có phải cái màu đen này không? Chị phải kèm cả số điện thoại cho em. Thiên Bình 722. Các chị ơi, kèm cả số điện thoại giúp em nào. Số điện thoại cộng số mã số nha. Số điện thoại cộng mã số giúp em nha. Mã số 483 nào. 483 nha, 483 này. Mã số là 483 nha, mã số là 483. 483 chị Gia Huy Chương để lại cho em xin số điện thoại nào. Con mình cho em một dòng thôi để em ý. Mã số là 435 nào. Ok được, kéo năm. Mã số là 435 nha, mã số là 435 nha. 435 nha chị nha, mã số 435. Quần em mặc bán nào chị ơi, quần em mặc nếu mà các chị mua thì bên em order hộ thôi. Bên em order hộ thôi bởi vì cái quần này hình như là giá của nó gần 400.000 ấy. Cái quần của nó thì gần 400.000 các chị ạ. Tiếp về Tiên Yên có chị ơi, chị Thiên Bình ơi. Mã số 01 nào, 01 nào. Mã số 01 nha, mã số 01 nha. Mã số 01 nha. Con sang đèo ấy kìa.
lên khóc ngoài nha. 02 một gà lên khóc ngoài này các chị này. 02 một gà lên khóc ngoài nha các chị nha. Má số 02, má số 02. Má số 03 nào. 03 nha, 03 nha. Áo len lưới này, áo len lưới rất là đẹp này các chị này, má số 03 nào. Má số 03 nha, má số 03 nào. Các chị ơi chia sẻ cho em đi nào, chia sẻ trên trang cá nhân cho em đi nào. 03 cho chị Rosa Thái nha, 03 cho chị Rosa Thái này. Có chị nào mặc đồ sexy không? Có chị nào mặc đồ sexy không ạ? À? Mua cái này nha. Cái này ở đằng trước rồi. Như cái này đằng trước thì phải. Cái này đằng trước rồi các chị ạ. À, cái này đằng trước nha. Mặc cái này mặc các chị phải mặc áo 2 dây ở bên trong. Cái này phải mặc được 2 dây ở bên trong. Mã số 04 nha. 04 04 sexy. Mã số 10 nào, 10 cộng số điện thoại giúp em nào. Mã số 04 nào, à nhầm 10. Mã số 10 nha, 10 nào. Vải đẹp lắm mà. 10 cộng số điện thoại nào. Mã số sản phẩm này là 465. 465 nha, mã số 465 nào. 465 nha, mã số là 465. 465 nha, 465. Sản phẩm này của em mã số là 13 nào. 13 cộng số điện thoại nha, 13 cộng số điện thoại nào. Gia Huy Trương, chốt cho chị Gia Huy Trương 465 này. 13 này có ai ưng không? 13 có ai ưng không? Mã số 15 nào. Mã số 15. Mã số 15 nào, 15 nha. Mười ba em cho chị Gia Huy Trường à. Bây giờ em lai áo cọc nhá. Bây giờ em lai áo cọc được không các chị ơi? Cái này của em mã số 01 nào. Áo cọc này 59k. Áo cọc này 59k nha. Gia Huy Trường chia sẻ cho em ngay lập tức. Gia Huy Trương chia sẻ cho em đi. Gia Huy Trương chia sẻ cho em đi nào. Không chứ không bán 39.000 đâu. Áo này em đang cầm ở trên tay 59k nha. 59k mã số 01 nào. 59k mã số 01. 59k mã số 01.
ok cho chị Lê Thành Ngọc biết không, một XL 59k nha. 59k chứ không phải là 39 đâu các chị ạ. 59 đấy nhá. 02 59k, 0259k các chị ơi. 0259k nha. 02 0259k. Không hai cổng số điện thoại nào. Ồ em lại áo len thì 0244 ký ra huy chương. Ok, mấy sai em mở cho chị. Chị ra huy chương vào ấy, vào chia sẻ cho em đi nào. Chị ra huy chương vào chia sẻ cho em đi. Chia sẻ cho em đi nào. Áo len vẫn còn, áo len vẫn còn rất là nhiều. Em sẽ lại xem kẽ. Em sẽ lại xem kẽ cho các chị đỡ chán. À, lưới đi em. Chờ một xíu nha các chị nha. Năm chín k nha các chị nha. Đợt này em bán với giá 59k nào. Chia sẻ để được mua hàng là và giảm giá nào các chị ơi. Chia sẻ giúp em đi nào các chị ơi. 59k đây. Chia sẻ cho em đi nào. Đầm 59k nào chị ơi. Đầm này 59k này, đầm bèo rất là đẹp này. Comment cho em xin số điện thoại kèm mã số là đầm. Em có thấy chị Lê Thị Ngọc Bích em chốt cho chị rồi mà. Chốt okay cho chị rồi. Em nói ok rồi chị gái ơi. Em có cái xếp ba. Ồ xếp cọc này mà không có đấy mà. Năm mươi chín k một set luôn. Chân váy nha. Một set chân váy. Chân váy cộng với áo này 59k thôi. Khi nào mới mua được 59k? Chị Minh Châu ơi, chỉ cần chia sẻ thôi. Chia sẻ trên trang cá nhân thôi. Và kết bạn theo dõi cái fanpage này của bên em. Bên em sẽ có người kiểm tra nha. Nếu như mình đã làm đủ các bước rồi, bên em sẽ bán cho chị 59k nhá. Bên em sẽ bán cho chị giá 59k. Chị ra huy chương em nhắc lần cuối cùng, chị không chia sẻ cho em không bán hàng nha. Trang cá nhân không có một chút chia sẻ. Chị ra huy chương chia sẻ giúp em đi. Chia sẻ để chế độ công khai giúp em nha. Chia sẻ để chế độ công khai giúp em đi ạ. Chân váy 40 cân vừa chị ơi, còn chị có liễu ơi vừa. Nó có cái dây để mình kéo vào, mình mặc theo cái kho người mình mà chị. Dây của nút. Set là em bán với giá 59k thôi chị ơi. Set này em bán với giá 59k thôi, chỉ 59k thôi nha. 59k một set cả chân váy. Cả chân váy lẫn áo mới có 59k thôi. Áp dụng cho những khách hàng đã like và chia sẻ cả livestream này của em. 53 cân vừa chị Minh Châu nha. 53 cân vừa cái đầm trắng nha. Chia sẻ trên trang cá nhân ít nhất 5 lượt.
chia sẻ trên trang cá nhân ít nhất 5 lượt nha. Thích cái áo thì mang mình mua, mình mặc cái gì cũng được. Máy chị bị chia sẻ về không được là như thế nào? Đây mình chỉ việc ấn vào cái chữ chia sẻ thôi là chia sẻ được mà chị ơi. Các chị ra ngoài chia sẻ giúp em đi, chia sẻ trên trang cá nhân thì mới bán hàng được. Thì em mới bán hàng cho với giá rẻ nha. Còn không thì em sẽ bán với giá đắt đấy chứ không có giá như vậy đâu. Xem này có ai ưng không? Minh Châu chia sẻ cho em đi nha. 02 với đầm trắng, 02 là cái áo cọc với cái đầm trắng, ok chị nha. Ok chị Minh Châu nha, ok chị Minh Châu. Ai ưng cái sản phẩm này comment là đen tổng số điện thoại nào. Đen tổng số điện thoại giúp em nào, đen tổng số điện thoại giúp em nha. Đen tổng số điện thoại giúp em nào. Đen tổng số điện thoại giúp em nhá. Áo trễ vai đây. Trễ vai 39k. 53 cân. Đây chị gói liễu này, mua áo trễ vai không? Trễ vai đây. Trễ vai này, dáng ôm này. Trễ vai dáng ôm nha, trễ vai đây. Ai ưng thì comment trễ vai cộng số điện thoại đi. Ai ưng thì comment mà trễ vai cộng số điện thoại giúp em nào. Trễ vai cộng số điện thoại giúp em nào. Sản phẩm áo màu trắng này các chị này, 39k nha. 88, mã số 88 nào. Mã số 88 nha, mã số 88. 88 nha. Mã số 89 nào, 89 nào. Mã số 89 nha, 89. Mã số 90. Số là 360 nào, 360 cộng số điện thoại nào. 360 cộng số điện thoại giúp em nhá. Áo này 59k nào, áo này 59k nha, áo cộng 59k nào. Sản phẩm cực đẹp, đá đẹp lắm. Áo cộng 59k này ai ưng không nhỉ? Áo cộng 59k của ai ưng không? Đính đá rất đẹp. Thì comment là vàng có số điện thoại giúp em nào, vàng có số điện thoại nào, 59k nha, 59k nha, cái này nhiều. Cái này.
59k cộng số điện thoại giúp em nào. 59k cộng số điện thoại nào. Là comment vàng cộng số điện thoại giúp em nào, bởi vì cái này có 59, cái này 59k nha. Áo sơ mi cổ đính đá đây các chị này, sơ mi cổ đính đá nha. Sơ mi cổ đính đá này, sơ mi cổ đính đá màu đen nha, rất nhiều van mỏng nha các chị nha, van mỏng này. Vàng không, vàng thì Giao Huy Trương có chia sẻ cho em chưa? Giao Huy Trương không chia sẻ cho em mà. Bật chế độ công khai lên và chia sẻ giúp em đi nào. Ai ưng comment, ai ưng sản phẩm này để lại mã số 8803. 8803 cộng số điện thoại giúp em nhá. 8803 cộng số điện thoại giúp em nào. 8803 cộng số điện thoại nào. Mã số 8803 này, một áo sơ mi dáng mỏng đính đá, cổ đính đá nhá đây. Cổ đính đá này. Cô sơ chất liệu của nó là sơ mi như là dạng van mỏng ấy. Mã số 8803 cộng số điện thoại giúp em nào. Chị ơi cái này tầm 60 kg đồ lại mặc vừa nhá. 58 đến 60 kg đồ lại mặc vừa nhá chị Phúc Nguyễn ơi. Cái này size XL đây. Cái này size XL này. 60 kg đồ lại mặc vừa luôn, size XL rồi nhá. 8803 cộng số điện thoại giúp em. 8803 cộng số điện thoại giúp em nha. Xem vàng, vàng nào. Đấy, cái đây đây này. Xem vàng. Giang Huy Trương. Đây, xem màu vàng đây, cái này của giờ. Rất đẹp lắm các chị ơi, không mua thì chỉ có tiếc thôi, mà có 59.000. Viên mấy cái hạt đá đính đá tinh xảo như cái dính đá bằng tay đấy các chị ạ. 8803 cho chị Minh Châu này. 8803 cho Hương Trần, Hương Trần một chiếc nữa này. Còn ai lấy 8803 nữa không ạ? Comment giúp em đi nào. Còn ai lấy 8803 comment giúp em nha. Chị Phúc Nguyên em vừa dơ vàng lên cho chị xem rồi đấy ạ. 50kg vừa chị ơi. Chị Phúc Nguyên ơi, 50kg thoải mái. Bên em có size nha. 50kg bằng size M. Đây size M đây. Size M đây. Đã chưa trẻ rồi. Hoa Vũ vàng. Hoa Vũ vàng, cảm ơn chị Hoa Vũ. Các chị ơi vào chia sẻ giúp em đi nào, chia sẻ giúp em nha. Nhiều cái mình mới vô chị ơi. Chị Phúc Nguyên ơi, áo em vừa dơ lên là 59k nha. Áo em vừa mới dơ lên là 59k, 59k nha chị nha. Tuyết Hoàng lấy 8803 comment số điện thoại giúp em nào. Comment cho em xin số điện thoại và kèm theo mã số là trắng nào. Trắng cộng số điện thoại nào. Trắng cộng số điện thoại giúp em nhá. 59k các chị ơi, 59k sản phẩm này nhá. Vàng 59.000 chị Hoa Vũ ơi. Tiếp hàng lấy. Chưa, thằng 803 chưa. Hoa đây này, ở dưới nữa đó. À,
Chị ơi, giá 59k nhá, giá 59k. Áo len thì mới giá là 39, còn đâu những cái áo em vừa sơ lên đều là 59k nhá chị nhá. Áo len là 39k, còn những cái áo em vừa sơ lên đều là 59k hết nhá các chị nhá. Hết rồi, từ nãy giờ nhìn cuộc. Hết rồi. Từ nãy giờ nhìn hết hết cuộc rồi. Quần mà. Các chị ơi, chia sẻ cho em đi nào, chia sẻ cho em nào. Có ai sản phẩm này comment trắng cộng số điện thoại nào. Trắng cộng số điện thoại giúp em nào, trắng cộng số điện thoại giúp em nào các chị ơi. Trắng cộng số điện thoại nha, trắng cộng số điện thoại giúp em nào. Này có khi ở trong mày chưa? Có khi ở trong mày. Đây chú anh nhỉ. Áo con cú này chất liệu đẹp lắm đó các chị ơi, cái này đẹp lắm nhá. Sản phẩm này của em mã số sản phẩm này là cú cộng số điện thoại nào. Áo hình con cú này, đính ngọc này. Ai thích cái sản phẩm này comment cú cộng số điện thoại giúp em nào. Cú cộng số điện thoại nha. Áo hình con cú này rất là đẹp luôn. Cú cộng số điện thoại giúp em nào. Cú cộng số điện thoại nào. Cái này có size nhá. Cái này có size nha. Cú cộng số điện thoại giúp em nào. Cú cộng số điện thoại giúp em đi. Sản phẩm này rất là đẹp, chất liệu thun cốt tông này, thấm mồ hôi nhá, đảm bảo với các chị là đẹp luôn. Bỏ qua thì tiếc lắm đấy nhá. Sản phẩm này hình con cú này rất là đẹp luôn. Cú cộng số điện thoại giúp em nào. Áo len kiểu có chị ơi. Nhưng mà em áo len kiểu em vừa like thì chẳng thấy ai comment gì cả. Chúng ta em chuyển sang cái 59k rồi. 59k một sản phẩm nào, 59k một sản phẩm nào các chị ơi. Có ai hình áo hình con cú này thì comment cú cộng số điện thoại nhá. Cú cộng số điện thoại giúp em nào. Cú size XL cho chị Lê Thị Ngọc Bích một chiếc. Lên đi đang xem mà. À len đi đúng không ạ. Áo viên von kiểu à chị ơi. Vâng ok ok chị Hương Trần. Hương Trần. Em có cái hoa xanh đính đá này các chị này. Hoa xanh đính đá này. Đẹp chưa? Em có thấy chị rồi. Em cho chị rồi. Cái đó, cái này của em còn một cái này thôi sao ý các chị à. Comment là đá nào, đá xanh giúp em nào. Comment là đá xanh cộng số điện thoại nào. Đá xanh cộng số điện thoại giúp em nào. Comment là đá xanh cộng số điện thoại giúp em. Để em đá xanh cộng số điện thoại nào. Đá xanh cộng số điện thoại để em chốt nào. Comment là đá xanh cộng số điện thoại nha. Đá xanh cộng số điện thoại giúp em nào. Comment đá xanh cộng số điện thoại nào. Đá xanh có một cái đây thôi. Còn một cái đây thôi. Đá xanh chốt thì thắm đỗ này. Bóc cái gì vậy đó. Âm thầm mà yêu quá lâu. Chị Hương Trần ơi, Hương Trần ơi, chị lấy cái này được không? Cái này giống y xì cái đấy nhưng mà hoa khác thôi.
ơi, chị Hương Trần có ok không? Ném chốt cho chị cái này nào. Hương Trần có ok không? Em chốt cho chị cái này nào. Chị Hương Trần có ok không? Để em chốt cho chị cái này nào. Chị Hương Trần ơi. Ok rồi, ok cho chị Hương Trần cái này. Em có kéo ô tô này, các chị ơi comment ô tô cùng số điện thoại nào. À ô tô này, comment ô tô cùng số điện thoại giúp em. Ô tô cùng số điện thoại giúp em nào. Comment ô tô cùng số điện thoại nào. Comment ô tô cùng số điện thoại giúp em nào. Comment ô tô cùng số điện thoại giúp em nào. À lẹ phong này mát cực kỳ luôn. Ô tô đỉnh đá nha, ô tô đỉnh đá này đẹp chưa. Ô tô có số điện thoại nào? Ô tô có số điện thoại nào? Còn này chưa bán hả? 100 mấy 200. Ô tô có số điện thoại giúp em nào các chị ơi? Ô tô nha, ô tô nha. Ô tô em cho chị Lê Thị Ngọc Bích luôn. 59k các chị ơi, 59k, 59k một sản phẩm. Đây đây đây, có cái này đẹp nè. Cái này lúc nãy giống của chị gì nhỉ, Hương Trần đây. Cái này đây, đẹp chưa? Ô tô rồi chị Lê Thị Ngọc Bích ơi, có một cái thôi, con mình một lần thôi. Đây cái này đẹp này, chị này, đính đá này, hoa đính đá này đẹp này. Comment cho em xin mã số 38 nào. Em có cái này này. 38 nhá, 38 này có ưng không? Còn cái thôi. 38 cộng số điện thoại nào, 38 cộng số điện thoại giúp em nào. Minh ơi, chị lấy cái này đúng không? Chị Minh. Chốt cho chị nha, chốt chị Minh nha. 59k. Chốt cho chị Minh rồi. Cái này đẹp này, chị này, tay bèo nha, đính đá này. Sản phẩm này ai ưng comment cho em xin mã số là 22. Mã số là 22. 22 cộng số điện thoại giúp em nào. 22 cộng số điện thoại nha. 22 cộng số điện thoại nào. Chị uống đi 59 không đấy? Ghi 59k. Ok 22 trước chị Minh Châu này. Còn ai lấy 22 nữa không? Còn ai lấy 22 comment đi. Còn ai lấy 22 comment tiếp tục đi nào. Cái này sản phẩm em có nha. Có mỡ, có sản có nhiều nha. 22 cộng số điện thoại giúp em. Bốn bảy cân bằng thừa chị ơi. Sản phẩm này có sai. Sản phẩm này có sai nha. Cái này có sai này, 47 cân bằng size S thôi. Nào cái áo đính đá lúc nãy còn một cái nữa này các chị ơi, còn một cái. Rất là đẹp. Chị Minh ơi, bên em có sai. Cái sản phẩm này bên em có nhiều nên là có sai nha. Chị nào ưng giờ chị nào cứ để lại số điện thoại cộng mã số cho em. Số điện thoại cộng mã số thì em sẽ chốt cho các chị nhá. Chị Bông Nguyễn đấy sai bao nhiêu, bao nhiêu ký?
52 cân mà xem M nha. Cái này quá yếu không? Còn cái này em chốt lốt nào? Còn cái này em chốt lốt nào? Ai comment cho em xin mã số 01 nào? 01 em chốt lốt nào? 01 em chốt lốt nào chị ơi? 01 em chốt lốt nào? Rồi. XL lên chị Ngọc Bích rồi, ok các chị. Cái này mã số 01 nào, em còn một cái nào, 01 nào cho chị Bông Nguyễn luôn. Chị Bông Nguyễn để lại số điện thoại giúp em đi nào. Có, số điện thoại chị bao nhiêu cân? Kia, em mờ kia. Chị để lại mã cho em mờ đấy. Em còn một cái đẹp đẹp nữa. Còn một cái đẹp đẹp. Cái này hoa hoét đẹp lắm nha, mà chất liệu đẹp cực kỳ luôn. Cái này mà các chị nhận được hàng mà không phê lòi mới là lạ luôn này. Đấy, đẹp chưa? Mã số là 16 nha, mã số 16 nào, comment 16 giúp em nào, nhanh tay nào. Cái này còn một cái thôi, trời ơi, chất liệu mát, mát à, phê luôn. Không một là cái kẻ đấy. Cái kẻ cọc tay như này này. Đẹp dã man luôn này, đẹp dã man luôn này. Trời ơi, để lại số điện thoại cộng mã số nào. Số điện thoại cộng mã số giúp em nào các chị ơi. Ai để lại số điện thoại cộng mã số đầu tiên em chốt cho người đó luôn nào. Chị ơi, chị Bông ơi, 59k nhá, 59k một sản phẩm. Em có cái áo thun cốt tông này quá tuyệt vời luôn này các chị này. Thun cốt tông chất liệu quá tuyệt vời nha. Thun cốt tông chất liệu quá đẹp luôn các chị này, sản phẩm này. Ai ưng thì comment mã số 84 giúp em nào, 84 nha. Chị ơi, mã số 84 là mã số 84 nha. Mã số 84 cộng số điện thoại giúp em nào. Mã số 84 cộng số điện thoại giúp em nào các chị ơi. Mã số 84 cộng số điện thoại giúp em nào. Mã số 84 cộng số điện thoại nào. 84 cộng số điện thoại các chị ơi. Cái chất liệu thun cốt tông cực kỳ dày dặn và đẹp nha. Cực kỳ dày dặn và đẹp luôn. Mã số là 84. Mã số 84 nào các chị ơi. Chất liệu thun cốt tông cực kỳ dày dặn và đẹp nha các chị nha. Mã số 84 cộng số điện thoại. Sản phẩm này bên em có size nên các chị cứ comment giúp em đi ạ. Có size nên các chị cứ comment giúp em đi. 84 cộng số điện thoại. Cái này đẹp cực kỳ luôn. Cái này bỏ qua thì tiếc nha. Áo phông này cực kỳ là dễ mặc các chị, kết hợp quần đều được này, chân váy đều được nha. Quần và chân váy đều được luôn. Mã số 84. 84 nha các chị ơi. Các 84 nào có ai ứng không? 84 cộng số điện thoại giúp em nào. 84 cộng số điện thoại giúp em nào. 16 chỗ cho chị Minh Minh rồi. 16 em cho chị rồi chị ơi. Chị Minh Minh. Sản phẩm này mã số 84 nha. Tiếp tục một áo con mèo. Cái máy này nó rất là khỏe nha nhỉ. Hôm nay 18 là không cần sạc, cũng là sẵn sàng. 10 giờ này.
ba bốn tiếng đồng hồ mà ba bốn tiếng đồng hồ nó đáng tin đấy. Ồ, có phải ít nhất phải được mười hai tiếng, mười tám tiếng thì cũng phải được bốn năm tiếng thì nếu mà dùng như vậy. Mẹ em mà bỏ ra thật trực tiếp thì tầm tiếng là hết rồi. Không phải, không phải, quá. Áo con mèo này các chị ơi, áo con mèo này ai ưng không nhở? Rất nhiều fan mỏng luôn, sở thích cực kỳ. Cái này mặc mặc không mát thì em đảm bảo với các chị là cực kỳ mát rồi, tung bay trong gió luôn. Các chị này nhìn em cầm thôi mà nó cũng như thế này, mát cực kỳ luôn nha, mát cực kỳ luôn, mặc thích lắm đấy nha. Sản phẩm này ai ưng thì comment cho em xin mã số là 34. À thôi comment là con mèo đi cho dễ nha. Mèo cộng số điện thoại nào? Mèo cộng số điện thoại giúp em nào các chị ơi. Mèo cộng số điện thoại giúp em nào. Mèo cộng số điện thoại giúp em nào. Mèo cộng số điện thoại giúp em nào. Comment mèo cộng số điện thoại giúp em nào các chị ơi. Mèo cộng số điện thoại giúp em. Comment là mèo cộng số điện thoại nha. Mèo cộng số điện thoại giúp em nào. Mèo cộng số điện thoại giúp em nào. Mèo cộng số điện thoại giúp em nào các chị ơi. Lấy thì con mình mèo đi chị, số điện thoại đâu. Ok, chị Lê Thị Ngọc Bích comment 34 cộng số điện thoại rồi. Còn ai lấy con mèo này nữa không? Còn ai lấy con mèo này nữa không? Ai lấy con mèo này nữa không? Comment luôn, xin lỗi cho em nào. Comment lỗi cho em nào các chị ơi. Mèo số điện thoại đi. Các chị ơi, bây giờ em nghỉ nha. Đến lát nữa, khoảng tầm 1 tiếng nữa em sẽ live tiếp. Thì các chị vào xem livestream giúp em nha. 1 tiếng nữa hẹn gặp lại các chị nha. Chào mọi người.